Chương 21 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trọng Nguyễn Nguyễn là thật bề bộn nhiều việc, vội đến cuối cùng đem còn tại cửa lận cảnh Kim quên. Chúc không biết lận cảnh Kim luôn luôn đứng ở cửa khẩu lặng yên không một tiếng động xem nàng, mà văn phòng tiếng tiếng xuất xuất nhân tất cả đều kinh ngạc nghi hoặc. Cũng có rất nhiều ngắm cảnh đoàn dùng các loại lấy cớ đi ngang qua lặng lẽ vây xem trong truyền thuyết ảnh đế. 12 điểm vừa đến lận cảnh khiêm nhìn nhìn đồng hồ, gặp bên trong nhân chút không có muốn ăn cơm ý tứ, nhìn không được gõ cửa. Phó tổng, nên ăn cơm. Trọng Nguyễn Nguyễn cả kinh. Làm sao ngươi còn tại? Lận cảnh khiêm. Hắn bảo trì mỉm cười. Luyến tiếc rời đi. Trọng Nguyễn Nguyễn xoa xoa mi tâm có chút không nói gì. Ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, đừng phiền ta. Đã đến ăn cơm lúc, dân dĩ thực vi thiên không ăn cơm sao được. Lận cảnh khiêm đi vào đến ngồi trên sofa nghỉ ngơi hội. Ngươi nếu bận quá ta liền đến bữa, muốn ăn cái gì? Trọng thành giật đi ngang qua mỉm cười nói. Không cần phiền toái lận tổng, uyển nguyễn, nguyễn theo ta cùng nhau ăn, đi. Hắn nói xong vẫy vẫy tay, ý bảo trọng uyển nguyễn, nguyễn chạy lấy người. Trọng Nguyễn Nguyễn Phi thường lưu loát đứng dậy, ôm áo khoác đi theo lão ca mặt sau. Đi đâu ăn? phụ cận là được, nay buổi chiều còn có hội nghị, còn có giai đoạn trước chuẩn bị công tác phải làm. Ân, Hảo. Huynh muội hai người vừa nói vừa đi, lên thang máy xoay người khi mới phát hiện lận cảnh Kim vậy mà chưa từ bỏ ý định theo ở phía sau. Lận cảnh khiêm gặp bị phát hiện, càng thêm quan minh chính đại tiêu sái tiếng thang máy, ôn thanh dò hỏi. Các ngươi muốn đi đâu ăn, phụ cận ta không quá quen thuộc, không biết trọng tổng phó tổng khả rất hân hạnh được đón tiếp. Viễn Nguyễn công tác 3 năm ngươi không quen thuộc còn không biết xấu hổ nói. Trọng Thành giật châm chọc nói. Lận tổng thực không quen thuộc trở về của ngươi bảo bối công ty đi ăn, dù sao ăn nhiều năm như vậy cũng không quan tâm nhiều một ngụm không là. Lận cảnh Kim yên tĩnh một hồi. Trước kia là ngốc mới cảm thấy công ty bảo bối đồ ăn cũng tốt ăn, hiện tại thật vất vả nhìn thấu đã đánh mất chân chính bảo bối, làm sao có thể không quan tâm. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng trọng uyển uyển trong mắt ôm nhu vừa mới ngưng tụ chỉ thấy trọng thành giật lui về phía sau một bước ngăn trở của hắn tầm mắt cười lạnh thanh ha ha lận cảnh kim trọng uyển uyển ngoan ngoãn đứng ở ca ca bên người lớn như vậy lần đầu tiên ý thức được có cái ca ca ưu việt trọng thành giật miệng hướng đến độc nhìn nhìn lận cảnh kim thủ nói di lận tổng kết hôn chúc mừng chúc mừng này thật đúng là lần đầu tiên gặp ngươi mang nhẫn cưới đâu trọng uyển uyển cũng đi theo nở nụ cười thanh chúc mừng lận tổng lận cảnh kim lần đầu tiên cảm giác được co quắc. trọng thành giật nói cái gì hắn đều không thèm để ý nhưng là uyển uyển nhất đi theo nói hắn liền cảm thấy bản thân đuối lý có loại chân tay luống cúng cảm giác hắn biết bản thân trước kia rất ít mang nhẫn cưới hiện tại đội ngược lại có chút châm chọc chỉ có thể nha nha nói thực xin lỗi thang máy nhất thời an tỉnh lại, trọng thành giật cảm thấy bản thân khơi màu một cái không tốt lắm trọng tâm đề tài, nhíu nhíu mày không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, trọng nguyễn nguyễn không tưởng để ý tới người nào đó, vì thế một đường trầm mặt. Ăn cơm thời điểm lận cảnh khiêm vẫn là cọ một bàn, trước công chúng trọng thành giật cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cười tủm tiểm nhịn. Trọng Nguyễn Nguyễn như trước bảo trì im lặng là vàng, im lặng ăn cơm cũng may lận cảnh kim không có chỉnh yêu thiêu thân gấp thức ăn cái gì, im lặng ăn qua một bữa cơm sau, Trọng Thành giật đột nhiên cười nói, "Lận tổng không cần tặng, có cơ hội lần sau bàn lại nói chuyện hợp tác sự tình." Nói xong liền mang theo Trọng Uyển Uyển bước nhanh rời đi. Lận Cảnh Kim trong lòng rùng mình, thấy đối phương lời này rất có có thâm ý, vừa cất bước đuổi theo chợt nghe sau lưng một trận tiếng thét chói tai. Là Lận Cảnh Kim này thanh âm bao hàm kích động kinh hỉ cắt qua nhà ăn, khiến toàn bộ nhà ăn mọi người nhìn đi lại. Lận cảnh kim Là lận cảnh kim sao? Hoa sống minh tinh, xin xâm danh xin xâm danh. Di động đâu di động đâu ta muốn chụp ảnh chúng ta muốn chụp ảnh, lận cảnh kim lông tơ đều tạc đi lên, ở trước mặt mọi người bị nhận ra đến tuyệt đối không là một chuyện tốt tình, khó trách vừa mới trọng thành giật cười như vậy vui vẻ. Trong đầu ý tưởng chợt lóe lên, Lận cảnh Kim đè thấp vành nón liền ra bên ngoài hướng, mặc kệ như thế nào trước chạy vì kính. Lận cảnh Kim chạy, lận cảnh Kim lận cảnh Kim hắn là thật sự lận cảnh Kim. Lận cảnh Kim Nhà ăn nhân hô lập tất cả đều tưởng đuổi theo, người phục vụ cản lại bộ phận còn chưa đài thọ nhân, nhưng càng nhiều hơn cùng nhiệt phan như trước truy ở phía sau, theo tiếng thét chói tai, phổ cập khoa học, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Lận cảnh Kim lần đầu tiên ở trên đường cái bị truy kích chân dài ưu thế đưa bọn họ vung ở phía sau, nhưng đối phương lại tự quấn quyết lấy không buông tha, chỉ có thể một bên vòng quanh phố chạy một bên cấp Quách Đông Huy gọi điện thoại. Tới cứu ta. Quách Đông Huy. Cái quỷ gì? Tòa ở trong xe trọng gia huynh muội xem xong náo nhiệt, bình tĩnh lái xe về công ty. Dừng xe thời điểm trọng thành giật nói. Ngươi tính toán làm như thế nào? Trọng Nguyễn Nguyễn biết hắn hỏi cái gì, do dự một hồi nói nói thật tạm thời còn chưa nghĩ ra. Dù sao nàng ở ca ca trước mặt cũng giấu giếm không được cái gì vậy. Tưởng hảo muốn buông tay liền thật sự nhất đau lưỡng đoạn, ta có rất nhiều biện pháp. Trọng thành giật đem dây an toàn cởi bỏ. Nếu thật sự không bỏ xuống được, vậy thừa dịp cơ sẽ hảo hảo ép buộc hắn, làm cho hắn thật dài trí nhớ. Nhị tuyển nhất, bản thân lo lắng rõ ràng. Trọng Nguyễn Nguyễn đi theo cởi bỏ dây an toàn, tọa thẳng thân mình mà ta hiện tại đứng ở bên trong làm không ra cái gì quyết định làm sao bây giờ ta cũng không biết bản thân hiện tại đến cùng là cái gì trạng thái dù sao chính là rất khó lựa chọn không dám bán ra bước này trọng thành giật hiểu rõ thì phải là tử sĩ diện khổ thân trọng uyển uyển vừa chồng chất lên cảm xúc nháy mắt thanh không trọng uyển uyển có chút ủy khuất thân ca ngươi nhưng là ta thân ca a à, ngươi muội muội hiện sẽ nói với ngươi tâm sự đâu có thể hay không đem ngươi độc miệng thu hồi đến, không nên vào người đi đường thân công kích. Không phải sao. Tưởng yên tâm lý luyến tiếc, không nghĩ buông mặt mũi lại kéo không dưới. Trọng thành giật nói thầm. Ngươi này tỳ khí cùng mẹ thật sự là một cái bộ dáng. Trọng Nguyễn Nguyễn phản bác. Thế này mới thuyết minh chúng ta là thân sinh, ngươi miệng độc thành như vậy cũng không biết tùy ai, trọng thành giật cười lạnh đó là ngươi hiểu biết nông cạn không nghe nói qua lão ba khẩu chiến đàn nho, mắng khóc ba cái đối thủ sự tích. Trọng uyển uyển Lạc đề. Gặp mùi mùi nói không nên lời nói, trọng thành giật mới vừa lòng gõ sao tay lái. Ta phía trước nói qua sẽ không làm thiệp ngươi sự tình, lựa chọn quyền ở ngươi trên tay ta cũng không nói cái gì, nhưng là mau chóng làm ra lựa chọn sẽ có lợi cho ngươi kế tiếp sở hữu sự tình cùng với phát triển phương hướng, quyền chủ động ở ngươi trên tay, đừng bởi vì do dự lãng phí. Trọng Nguyễn Viễn đã biết, sắp nhập phiếu tên sách tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu Thiên sứ đều muốn thế nào ngược Nam Chính A nhìn trời. Chương 22. 22. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Huynh Muội hai người trở về công ty tiếp tục bận rộn, lận cảnh Kim luôn luôn không có xuất hiện buổi sáng còn có thể nghiêm cẩn công tác trọng uyển uyển có chút thần không tư thuộc, bắt đầu phân thần tưởng lận cảnh khiêm không có tới là không phải là bởi vì buổi sáng sự tình, cũng không biết hắn thế nào thoát vây, khẳng định lại là quách đông huy tới cứu nhân đi. Nghĩ, vẫn là hầm không được đáy lòng hảo kỳ yên lặng mở ra di động. Như trong tưởng tượng ở học sức thượng thấy được lận cảnh khiêm thân ảnh, điểm tiếng học sức đề tài lý có thể nhìn đến. Đề tài lý có marketing hào cũng có phan hào đều ở phát mấy trương ảnh chụp, cùng nhau vui vẻ chia sẻ ảnh đế bị truy tam điều phố sự tích. Trong ảnh chụp ảnh đế chạy thành tàn ảnh, phía sau Phan Dương Nanh múa vuốt đi theo, rất có hài kịch hiệu ứng. Mẹ ta nha, này Phan quá điên cuồng. Ta Kim Ca chân chạy dài chính là mau, ngươi chờ phàm phu tục tử còn tưởng đuổi theo ta Kim Ca. Nằm mơ đi thôi ta lần đầu tiên biết ảnh đế có thể chạy nhanh như vậy ha 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 ha, này là chân thật sự tình vẫn là chụp phim truyền hình a, cảm giác ảnh đế một người hơn nữa chạy có chút bất khả tư nghị. xem video clip ta kim ca thật sự ảnh thị vòng thể dục sinh, bị truy thành như vậy thật sự là kinh thiên động địa độc nhất phân ha 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 ha, bất kể là phan vẫn là người qua đường, tất cả đều cười thành một đoàn, không ngừng mà phát uy bộ nảy sinh cái mới động thái thuận tiện một chút lận cảnh khiêm bản nhân Uy bộ đã phòng làm việc quan bác, thập phần náo nhiệt. Phòng làm việc rất nhanh tuyên bố Uy bộ nhận lãnh nhà mình nghệ nhân, cũng tỏ vẻ. Chúng ta Kim Ca chính là tưởng ăn bữa cơm. Phan. Ha 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 ha, ha. Trọng Nguyễn Nguyễn nhìn hội, cũng có chút muốn cười. Nàng cùng lận cảnh khiêm nhận thức lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy bây giờ còn không có tới là không phải là bởi vì muốn xử lý nay buổi chiều sự tình. Hôm nay buổi chiều sẽ không đến đây đi. Nhận thấy được bản thân trong lòng lại có chờ mong, Trọng Nguyễn uyển lập tức tắt đi di động, hít sâu hai khẩu khí, không thể tưởng không thể tưởng vẫn là công tác đi. Nàng quả nhiên là không thể cùng lận cảnh khiêm tên hỗn đảng này tiếp xúc, rất dễ dàng bị hắn ảnh hưởng. Tới gần tan tầm thời điểm, lận cảnh khiêm lại xuất hiện tại bên ngoài văn phòng, hắn thay đổi thân quần áo hưu nhàn tóc phục tùng mềm mại, so với trước kia tây trang dày da bộ dáng không biết tuổi trẻ bao nhiêu, hắn mặt mày mỉm cười sao gõ cửa. Phó tổng buổi chiều có thời gian sao? Rất hân hạnh được đón tiếp cùng nhau ăn cơm như thế nào? Không rảnh, cút. Trọng Nguyễn Nguyễn xoay người lưng đưa hắn, áp chế khóe môi. Lận cảnh Kim lập tức thoái nhượng nói. Không quan hệ, ta tùy thời đều có rảnh, ngày khác ăn giống nhau. Trọng Nguyễn Nguyễn không nói chuyện, thập phần nghiêm cẩn tìm đọc máy tính bưu kiện, làm bộ đối phương không tồn tại. Lận cảnh Kim theo thường lệ đứng ở ngoài cửa xem đối phương bận rộn, không dám đánh nhiễu nhưng là dị thường thỏa mãn. Hắn yên tĩnh thời điểm liền bắt đầu tưởng sự tình, tỉ như gần nhất luôn luôn điều tra Hoàng Kỳ Thiên, tô vân quan hệ với hắn cũng không tính tốt lắm, phía trước đoán bao, dưỡng cũng không có được chứng thực. Hai người quan hệ lạnh lùng tiếp xúc số lần một bàn tay đều sổ đi lại mặt ngoài quan hệ cũng là trưởng bối cùng tiểu bối. Một cái không hề quan hệ chỉ thấy quá hai ba mặt tiểu bối, bộ dạng này nếu sau lưng không ai ra tiền, hoàng kỳ thiên loại này người làm ăn làm sao có thể nguyện ý ra tiền phủng nàng, còn chuyên môn dẫn tiến cấp bản thân ký ức. Muốn là không có cổ quái lận cảnh khiêm đều có thể cùng hắn họ. Quay chung quanh hoàng kỳ thiên điều tra luôn luôn không có dừng lại quá, tô vân bên người cũng theo nhân, nhưng là sau lưng nhân thủy chung không có liên hệ quá bọn họ, Lận cảnh Kim chỉ có thể cùng bọn họ so vững vàng Hiện tại Diễn Vân còn tại quay chụp Tô Vân Ký ước đến bản thân trong tay có rất nhiều biện pháp sửa trị nàng Trọng điểm vẫn là ở chỗ sau lưng nhân Của hắn tai nạn xe cộ là theo xe vận tải chạm vào nhau phát sinh Lận cảnh Kim đoán có phải hay không là đối phương Sau thời gian rất lâu mới xuống tay với tự mình Khẳng định cũng là ở mưu đồ cái gì Ảnh thị công ty Còn là của chính mình cái gì bản thân còn có cái gì? chính trầm tư, có người trong nhà đột nhiên có động tĩnh, lận cảnh khiêm ngẩng đầu thấy trọng uyển uyển đang ở mặt áo khoác, lập tức đứng thẳng thân mình. hắn hiện tại không xác định bản thân có hay không nguy hiểm, nhất là lái xe thời điểm, nha nha sau một lúc lâu chỉ có thể ôn thanh nói, phải về nhà sao? trên đường nhất định phải cẩn thận. trọng uyển uyển có chút kỳ quái liếc hắn một cái, người này tới nơi này đứng một giờ đến cùng là vì cái gì? biểu hiện của hắn quyết tâm nàng lặng không tiếng động sửa sang lại hảo quần áo mang theo bao đi ra ngoài lận cảnh khiêm tự động đi theo nàng mặt sau lao thẳng đến nhân tiễn bước sau mới đứng ở tại chỗ ngẩn người hắn đại khái biết tô vân tác dụng là cái gì thông qua ký ức hợp tác quan minh chính đại nhận thức bản thân sau đó buộc chặt xuất đạo tạo thành chuyện xấu cuối cùng thuận lý thành chương công kích viễn biển, biển làm một ít động tác nhỏ hơn nữa bản thân bị mở heo mông tâm ngây ngốc không biết nhân tâm, đến cuối cùng cũng không phải là ly hôn sao? Tô Vân hao hết tâm tư tiếp cận bản thân căn bản không phải vì hắn người này, là lại cùng sau lưng nhân cùng nhau mưu đồ hắn gì đó. Mà Uyển Uyển tấm tựa trọng gia rất được yêu thương, nếu thực xảy ra chuyện gì nhất định sẽ hướng trọng gia xin giúp đỡ. Trọng gia càng là ở trong tỉnh phi thường có ảnh hưởng lực, cùng mỹ gia quan hệ thông gia cùng các thế gia tương giao nhân mạch khá quản cho dù là lận gia cũng chỉ là môn đương hộ đối áp không được đối phương, đến lúc đó ác phải hội thành vì bọn họ trở ngại. Cho nên bọn họ chỉ có thể quanh co lợi dụng tô vân đem uyển uyển thôi cách bên người bản thân, cuối cùng hủy diệt bản thân, cắt đứt hắn muốn đuổi theo hồi cuối cùng một điểm tự tin, thuận thế lại đưa hắn gì đó cướp đi, cuối cùng giết hắn. Toàn bộ quá trình đều ở lận cảnh Kim trong ốc mô phỏng một lần, nhưng mấu chốt nhất gì đó, hắn cũng là một điểm đều không biết là cái gì hắn duy nhất có thể đem ra được chính là ảnh thị công ty, này còn là vì dưỡng gia sống tạm theo phòng làm việc phát triển, trừ này đó ra hắn chỉ có một phần lận gia công ty cổ phần cùng quỹ. Hắn cũng không có gì có một không hai bảo bối, đến cùng là cái gì vậy nhường đối phương hao tốn khổ tâm. Lận cảnh khiêm tới tới lui lui tưởng cũng không biết là cái gì, chỉ có thể tạm thời kiềm chế trụ. Một bên hồi trên xe một bên tiếp tục tưởng, đã bọn họ muốn cắt đứt bản thân cùng Nguyễn Nguyễn quan hệ, Thành công ngăn trở trụ bản thân sau, như vậy khẳng định hội xuống tay với Uyển Uyển, dù sao Uyển Uyển tính cách, nếu chân ái liền tính tê liệt cũng sẽ không buông tay hắn. Hắn tê liệt sau, Uyển Uyển sự tình hắn chỉ mơ hồ nghe được quá một điểm, tự hồ là nhận thức người khác một lần nữa bắt đầu cuộc sống, hắn biết chuyện này còn là vì Tô Vân nói. Tô Vân nói ra sự tình, thật sự là đáng sợ a. À? Hồi tưởng lúc đó Tô Vân thần sắc lận cảnh kim đều có chút hoài nghi uyển uyển một đời trước nhận thức nhân có phải không phải cũng là bọn hắn làm nghĩ như vậy liền thật sự đáng sợ người này nhất định là vô cùng hiểu biết hắn nhóm mới đúng hoặc là ngay tại bên người bọn họ lận cảnh kim đem một đời trước cùng đời này nhân mạch một lần nữa chải vuốt một lần hắn có thể khẳng định không là quách đông huy đối phương cùng bản thân ở chung mười mấy năm hắn vô cùng giải đối phương hơn nữa bản thân tê liệt sau cũng đều là hắn mỗi ngày đến hội báo công tác hỗ trợ xử lý, thẳng đến Tô Vân bắt đầu ngăn cách hắn cùng với ngoại giới tiếp xúc sau, mới chưa từng thấy đối phương. Không đúng. Bản thân cùng ngoại giới ngăn cách tiếp xúc, Tô Vân có thể ngăn lại quách Đông Huy không tính cái gì, vì sao bản thân hậu kỳ ngay cả cha mẹ đều nhìn không tới. Ba mẹ không có khả năng buông tha cho hắn, đó là đã xảy ra cái gì. Trong ốc hỗn độn thành một đoàn, Lận Cảnh Kim khắc sâu ý thức được, cho dù làm lại một đời bản thân trừ bỏ có chút quyền chủ động ngoại, còn lại vẫn là hai mắt bôi đen cái gì đều không biết. Ở hoàn cảnh như vậy hà, Lận Cảnh Kim càng thêm không dám thả lỏng, cũng không dám đem Viễn Viễn giao cho những người khác đâu. Vô luận như thế nào cũng không như ở bên mình an toàn, làm cho hắn buông tay là không có khả năng. Nghĩ, Lận Cảnh Kim phun ra một hơi, phát động xe về nhà. Chương 23 23. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày thứ hai, trọng gia huynh muội đi làm lại lần nữa thấy lận cảnh kim, hắn sớm đứng ở cửa khẩu chờ đợi, một thân màu đen hưu nhàn trang mang theo mũ lưỡi trai điệu thấp yên tĩnh, trừ bỏ thân hình cao một ít thật đúng không ai có thể nhận ra đây là màn hình quan thượng xuất khí ảnh đế. Trọng thành giật đều cảm thấy đau đầu. Lận tổng ngươi không vội sao? Ngươi như vậy chơi bời lêu lỏng ảnh thì công ty hội đóng cửa, ngươi tuy rằng không tham gia tống nghệ ngươi cũng phải quay phim đi. Làm sao ngươi liền phải muốn vu vạ chúng ta trọng thị tập đoàn đâu? Lận Cảnh Kim bình tĩnh nói, "Yên tâm, ta còn là có thể nuôi sống gia." Trọng Thành giật, Cuồn cuộn cút xa một chút. Lận Cảnh Kim nở nụ cười thanh, quay đầu nhìn về phía Trọng Uyển Uyển. "Buổi sáng tốt lành." Trọng Uyển Uyển sườn mặt tránh đi của hắn tầm mắt, không có đáp lại lận cảnh Kim cũng không nổi giận dù sao hắn đã làm tốt lắm trường kỳ chuẩn bị hắn tin tưởng chỉ cần bản thân kiên trì uyển nguyễn, nguyễn nhất định sẽ mềm lòng liền giống như lận cảnh Kim lời nói hắn là thật sự chuẩn bị tốt trường kỳ cho nên kế tiếp vài ngày thường xuyên thường lui tới trọng thị tập đoàn liền cùng chơi bời lêu lỏng tên côn đồ giống nhau mỗi ngày đúng giờ đứng ở cửa khẩu nhìn chằm chằm trọng uyển nguyễn, nguyễn xem vừa thấy chính là vài mấy giờ cũng không ngại mệt đương nhiên này cũng không phải bạch đứng bình thường hỏi hang ân cần cấp vợ nhắc nhở, cái gì nên ăn cơm, nghỉ ngơi nghỉ ngơi ánh mắt đi, ta có thể cấp mát xa bả vai đợi chút. Còn có thể mua chút trọng uyển uyển thích ăn món điểm tâm ngọt đồ ăn vặt, các mặt đều phải nghĩ đến, xuất ra 12 phần tinh thần. Việc đã đến nước này, khác không thể tin được viên công cũng không thể không xác định, bọn họ phó tổng trong truyền thuyết thần long không thấy đầu đuôi trượng phu, chính là màn hình quan thượng ảnh đế. Xem ra tự hồ lại giận dỗi ảnh đế tự mình đến dỗ nhân. Ô ô ô thật là mộng đẹp huyển A. Nữ sinh hâm mộ cắn khăn tay, hận không thể hóa thân vì phó tổng nhào vào ảnh đế trong lòng nói cho hắn biết. Đừng nói chuyện, hôn ta. Đáng tiếc. Liền làm giấc mộng mà thôi. Trọng Nguyễn Nguyễn bắt đầu cảm thấy không nói gì, sau này rõ ràng mặc kệ hắn, tùy tiện hắn làm cái gì, dù sao chính là không cho sắc mặt tốt. Tần mộng tiệp đến thời điểm, thấy cửa đứng cá nhân còn cảm thấy tân kỳ, một bên đẩy cửa vừa nói. Ai u, viễn nguyễn cư nhiên thỉnh bảo tiêu. Chẳng lẽ là lận cảnh khiêm? Đến tao, nhiễu viễn viễn, chọc viễn viễn phiền chán cho nên tìm đến bảo tiêu. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất ra, đứng ở cửa khẩu, bảo tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi lại, đè thấp vành nón phía dưới không là lận cảnh khiêm mặt là ai. Tần mộng tiệp. Nàng yên lặng nuốt xuống mặt sau nửa câu nói, giả trang chính mình là người thông minh liếc mắt một cái nhìn thấu của hắn ngụy trang ha ha cười vài tiếng u thật đúng là lận tổng a lận tổng tốt lận cảnh kim gật đầu thật lâu không thấy ha 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 tần mộng tiệp giả cười vài tiếng xoay người tiến vào văn phòng nằm tàu uyển uyển đây là tình huống gì trọng uyển uyển mộng một cái chớp mắt theo bản năng nhìn nhìn ngoài cửa nhân lận cảnh kim vừa vặn cũng nhìn qua thần sắc bình tĩnh ôn hòa đối với nàng mỉm cười trọng uyển uyển theo bản năng tránh đi của hắn tầm mắt không cần phải xem vào coi hắn như không tồn tại tần mộng tiệp quay đầu nhìn xem cửa lận cảnh khiêm nhìn nhìn lại trọng uyển uyển lại nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa nhân tới tới lui lui nhìn vài lần mới xem như minh bạch có ý tứ gì đến cầu hợp lại ngẩn qua đại ảnh đế cho ngươi xem môn này thật đúng là hâm mộ chết người Tần Mộng Tiệp cười hì hì ngồi ở nàng đối diện. Trọng Nguyễn Uyển mặt không biểu cảm viết nàng liếc mắt một cái. Tần Mộng Tiệp liền lập tức im tiếng. Không nói hay không. Dù sao chính ngươi trong lòng đều biết, biết nên làm như thế nào là được. Ngoài cửa còn có người cũng không có phương tiện giảng chút nói, Tần Mộng Tiệp trực tiếp nhảy qua đề tài này. Ta liền là đi ngang qua thượng đến xem ngươi, nghe nói ngươi gần nhất cùng Tẩu Tử nghiên cứu quần áo, tiến triển như thế nào? chính là nhường chị dâu ta có chút công tác vội cũng không có gì quá xa tính toán trọng uyển uyển nói phụ nữ có thai cảm xúc phập phòng quá lớn còn không bằng làm cho nàng dời đi một chút lực chú ý nghe nói ngươi ca hẳn là bị ép buộc không rõ đi ha 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 tầng mộng tiệp phi thường vui vẻ bọn họ vòng luẩn quẩn không tính là bao lớn càng khả hốn tầng mộng tiệp cùng trọng uyển uyển coi như là phát tiểu cùng nhau lớn lên nhưng là không thiếu chịu trọng thành giật độc miệng độc hại hiện đang nhìn có người trị trị hắn thực là phi thường cao hứng. Trọng Nguyễn Nguyễn nở nụ cười hạ. Tẩu tử sợ chúng ta lo lắng cũng không tốt làm gì, ngạn khí cũng không đều dùng ở ta ca trên người sao. Tần mộng tiệp thích nghe ngóng. Quá tuyệt vời, nên cho ngươi ca ăn chút đau khổ, tỉnh miệng liền cùng độc đau giống nhau, nói lên nói đến những câu trác tâm. Chính châm chọc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ho nhẹ thanh. Trong phòng hai người theo bản năng im tiếng xem qua đi, vừa vặn thấy trọng thành giật đi vào đến. Trọng thành giật đối phương các nàng tầm mắt còn có chút mờ mịt. Như thế nào? Không có việc gì, chúng ta đang ở nói tẩu tử mang thai sự tình. Trọng Nguyễn Nguyễn nhìn nhìn lận cảnh khiêm, không nhìn hắn một mặt cầu khích lệ biểu cảm bình tĩnh nói. Thuận tiện hàng huyên hạ trang phục thiết kế sự tình. Nga Trọng thành giật đem văn kiện đặt ở trên bàn cũng đừng dự toán nhiều lắm không thể để cho chị dâu ngươi mệt đến biết biết liền ngươi đau lão bà trọng uyển uyển bật cười ta mấy ngày nay xem tẩu tử không thiết kế cái khác tất cả đều là trẻ con trang nói không chừng còn có thể tự mình động thủ trọng thành giật dừng một chút đến cùng là không dám nói cái gì nàng vui vẻ là tốt rồi tần mộng tiệp xì cười ra tiếng những lời này thật sự là quá mức cho tang thương làm cho người ta đều có thể đoán được vài ngày nay hắn là thế nào quá. Trọng thành giật bề bộn nhiều việc, hàng huyên vài câu liền ly khai. Tần mộng tiệp đối lận cảnh kim ôm quyền ý bảo, tỏ vẻ bản thân cảm tạ, quay đầu nhỏ giọng nói. Lận cảnh kim gần nhất luôn luôn như vậy sao? Ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Có hay không bị cảm động đến? Hắn liền đứng ở nơi đó, ta vì sao muốn cảm động? Trọng Nguyễn Nguyễn một mặt vô tội coi như miễn phí hơn cái bảo tiêu tốt lắm. Tần mộng tiệp lại đối nàng ôm quyền. Ngươi bảo trọng. Trọng viễn viễn. Vì sao nói như vậy? Như vậy sẽ làm nàng có một loại điềm xấu dự cảm. Thói quen thành tự nhiên a, à, chờ ngày nào đó hắn không đến ngươi sẽ biết. Tần mộng tiệp thở dài. Trước kia cùng Nguyễn Nguyễn nhắc tới lận cảnh kim đều là không kiên nhẫn, tưởng lập tức chặt đứt quan hệ chết và không quên đi đến, Hiện đang tiếp thu độ đã bắt đầu bay lên, tuy rằng vẫn là ở không nhìn đối phương, nhưng không thể phủ nhận là đã bắt đầu mềm lòng. Trọng Nguyễn Nguyễn Không cần ngày đó, kỳ thực mấy ngày hôm trước liền cảm nhận được. Trọng Nguyễn Nguyễn có chút ủ rủ, nàng chỉ biết bản thân khẳng định hội nhận đến ảnh hưởng, nhưng là không nghĩ tới ảnh hưởng tốc độ so nàng tưởng tượng còn nhanh hơn. Có phải không phải tiếp qua không lâu bản thân liền sẽ mềm lòng sau đó thoái nhượng. Trọng Nguyễn Nguyễn thở dài quên đi, đi một bước tính một bước đi, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Tần mộng tiệp. Trước kia còn nói muốn cự tuyệt, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, còn nói vô tâm nhuyễn. a à, nữ nhân. Tần mộng tiệp mặt sau còn muốn gặp hộ khách, hàng huyên không một hồi liền đứng dậy rời đi, xuất môn thời điểm nhìn nhìn lận cảnh khiêm, vẻ mặt phức tạp. Bội phục. Bất quá mới nửa tháng thời gian, khiến cho Uyển Nguyễn có chút không dám hạ quyết tâm, này nhất chiêu nước ấm nấu ít thật sự là dùng là lợi hại. Lận cảnh kim quyền đương khích lệ. Cám ơn. Tần mộng tiệp một mặt không nói gì tiêu sái. Có đôi khi bình thường đứng đắn nhân nhất không biết xấu hổ, thật sự là so vô lại còn đáng sợ. Chương 24 24 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chờ tần mộng tiệp đi rồi, Văn phòng một lần nữa an tĩnh lại, trọng nguyễn viễn hoạt động một chút cổ tiếp tục công tác, cùng cục cùng cục bàn phím thanh âm không ngừng vang lên. Lận cảnh Kim nhìn chầm chầm của nàng sườn mặt xem, trong lòng đối với nàng liều mạng như vậy công tác có chút đau lòng. Nhưng là hắn bây giờ còn không có lập trường nói cái gì, nói viễn viễn cũng sẽ không nhìn không nghe, chỉ có thể nhẹ giọng thở dài. Trong túi đắc thủ cơ chấn động vài tiếng. Lận cảnh Kim lấy ra di động nhìn nhìn, chuyển được. Quy, ba. Lận ba ba. Cảnh khiêm ngươi hiện tại ở đâu a? À? chúng ta vừa tiếp lão gia tử trở về, ngươi tới tiếp chúng ta đi. Lão gia tử thân thể không tốt cho nên luôn luôn tại nước ngoài dưỡng lão, lận gia tiểu thúc một nhà làm bạn chiếu cố. Lận ba ba một nhà còn lại là thủ lận gia chiếu cố lận nải nải. Mừng năm mới lão gia tử nhớ nhà thân thể lại tốt lắm rất nhiều, lận cảnh khiêm liền làm chủ nhường lận ba ba đi đem cũng đem gia gia tiếp trở về, nhất là đoàn tụ nhị chính là lận nải nải một người ở nhà luôn rất nhàn tìm chút chuyện tình chú ý có lẽ liền sẽ không quản gia lý tiểu bối sự tình hiện tại đem nhân tiếp trở về lận cảnh khiêm đương nhiên là muốn lái xe đi nghênh đón hắn hỏi địa chỉ liền cắt đứt điện thoại đẩy cửa ra nói uyển uyển ta khả năng hội rời đi một hồi gia gia theo nước ngoài đã trở lại không thể không đi chờ ngày khác ta lại đến trọng uyển uyển miếng môi như trước là không để ý đến lận cảnh kim lại dặn dò vài câu, tướng môn quan nghiêm mới rời đi. Lận gia gia. Trọng Nguyễn Nguyễn hồi tưởng một phen, kết hôn 5 năm tựa hồ chỉ có vài lần chi duyên, lận gia gia thân thể không tốt lắm luôn luôn rất ít về nước, cho nên nàng bồi lận mẹ về lão gia xem đều là lận nải nải. Lão nhân nhiều quy củ niên đại ngăn cách cũng nhiều, cả ngày nhắc tới tôn tử hảo, muốn nỗ lực bị dựng mang thai uống dược bái Phật. Trọng Nguyễn Nguyễn chẳng phải thật thích này đó, sau này phải đi càng thiếu. Lận Gia Gia đã trở lại, lận cảnh khiêm phỏng chừng vừa muốn vội một đoạn thời gian. Trọng Nguyễn Nguyễn trầm tư, sờ ra di động cấp bản thân lão ca gọi điện thoại. Ca, ta nghĩ xin phép. Đang buồn bực một cái tầng lầu vì sao gọi điện thoại trọng thành giật nhất thời nhíu mày. Làm gì? Trọng Nguyễn Nguyễn Phi thường khẳng định nói. Du lịch, giải sầu. Trọng thành giật. Cuối cùng xin phép thành công, Trọng Nguyễn Nguyễn định rồi vé máy bay về nhà cáo biệt sau hôm đó chạy lấy người. Nàng mấy ngày nay tuy rằng chưa cho lận cảnh khiêm sắc mặt tốt, nhưng là bị lận cảnh khiêm trành quá. Trong đầu nghĩ tới cũng tất cả đều là hắn, lực chú ý luôn không cảm thấy phóng ở trên người hắn. Phía trước lão ca cùng tần mộng tiệp lời nói nàng đều nghe xong, càng thấy bản thân hẳn là có thuộc loại bản thân không gian, tối thiểu làm cho nàng yên tĩnh một hồi, bình tĩnh một chút. Đem sự tình cẩn thận tưởng một chút, Bất kể là đi qua vẫn là tương lai, phát sinh không phát sinh, giải quyết như thế nào, nên thế nào lựa chọn, nên làm như thế nào mới tốt. Trọng Nguyễn Nguyễn xuất ngoại thời điểm, lận gia đang ở khai gia đình hội. Lận gia gia thật lâu không đã trở lại, lại nhìn thấy lận cảnh khiêm phi thường cao hứng, lôi kéo hắn hàng huyên hội lận gia sự tình, cuối cùng cảm khái nói. Cảnh khiêm ngươi cũng trưởng thành, nên trở về lận gia nhận ca. Một câu nói này hàm nghĩa khá lớn. Hiện nay lận gia chấp trưởng nhân vẫn là lão gia tử, trong tay công ty cổ phần chiếm hơn một nửa. Thừa lại một nửa kia công ty cổ phần ở lận ba ba, lận tiểu thúc cùng lận cảnh khiêm trong tay, ba người ngang hàng. Lận ba ba chính là chấp hành tổng tài, mặt trên còn có lấy lận gia gia cầm đầu hội đồng quản trị. Cho nên lận gia gia một câu nói này cơ hồ là ở chờ lận cảnh khiêm trở về nhận lận gia, muốn đem bản thân công ty cổ phần cho hắn. Lận Cảnh Kim là lận gia duy nhất con cháu, phía trước còn có nhân truyền hắn nhất định sẽ kế thừa lận gia gia sản, không nghĩ tới thật đúng bị nói trúng rồi, dù sao ở lận gia gia trong mắt duy nhất yêu thương tôn tử kế thừa công ty cổ phần kế thừa lận thị tập đoàn cũng không gì đáng trách, không ai dám nói cái gì, cho nên những lời này nói được phi thường tự nhiên. Lận Cảnh Kim từ nhỏ liền bị được sủng ái coi như là một cái tiểu bá vương, cho dù là phản nghịch đi vòng giải trí trở thành đều không ai dám nói cái gì huống chi lận cảnh khiêm thật đúng trở thành nổi danh đường đến cái này càng không có người ta nói theo sinh ra đến bây giờ cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước cho nên một đời trước bị té nhào mới tài như vậy ngoan tư điểm lận cảnh khiêm hơi hơi cúi mâu đột nhiên cười nói tốt người trong nhà nhất thời đều nhìn đi lại có chút ngoài dự đoán dựa theo thường lui tới lận cảnh khiêm là sẽ cự tuyệt bởi vì hắn ưa bản thân dốc sức làm sự nghiệp có thuộc loại bản thân kiêu ngạo, mấy năm nay lão gia tử không là lần đầu tiên hỏi đề tài này, nhưng là lận cảnh khiêm lần đầu tiên đáp ứng. Lận gia gia lập tức cười ra tiếng. Tốt, hảo tiểu tử. Lận cảnh khiêm cười nói. Khi gia gia cần phải bảo trì hảo thân thể, chờ xem ta đem lận thị tập đoàn phát huy rất tốt. Ân, gia gia chờ. Lận gia gia rõ ràng phi thường vui vẻ, bên cạnh nhân cũng không tốt nói cái gì, mặc kệ cái gì tâm tính đều đi theo chúc mừng, thay lận gia gia vui vẻ. Lận cảnh khiêm cúi đầu uống trà, bất động thanh sắc đem người chung quanh thần sắc nhét vào trong mắt. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ sau lưng nhân đến cùng mưu đồ cái gì, như vậy hao tốn khổ tâm đến để cho mình chịu thiệt mắt mưu, còn không tiếc bị hủy bản thân. Gia gia một hồi quốc liền cho hắn tâm tư lộ, tỉ như tranh gia sản. Đang nghĩ tới, di động đột nhiên chấn động vài tiếng thu được nhất cái tin nhắn, Điểm khai có thể nhìn đến ngắn gọn một câu nói, trọng tiểu thư xuất ngoại. Lận cảnh Kim. Hắn nhìn chầm chầm này tin tức nhìn hồi lâu mới phản ứng đi lại, lập tức phát tin tức hỏi. Vậy ngươi nhóm đâu? Đuổi kịp không có. Bị trọng tiên sinh ngăn lại đến đây, trọng tiên sinh nói cho ngài đi đến chuột nhân. Tuy rằng chính là phổ phổ thông thông một câu nói, nhưng không hiểu phi thường ủy khuất, có thể thấy được bảo tiêu đã bị bắt thả nhốt lên lận cảnh kim không nói gì một lát, vẫn là cấp quách đông huy gọi điện thoại làm cho hắn đi chuột nhân. này đó đều là hắn lo lắng uyển uyển an bày bảo tiêu đã bị trọng thành giật phát hiện, đã nói lên trọng gia đã ở bảo hộ uyển uyển, liền tính xuất ngoại cũng không có gì an toàn tai họa ngầm. như vậy tốt xấu là làm cho hắn an tâm chút. hiện tại gia gia đã trở lại, nếu thật sự cùng hắn đoán thông thường, bản thân là vì lận gia người thừa kế thân phận bị hại thảm như vậy. Khi hiện tại chính là đem cục diện chuyển dời đến quốc nội, có một số việc khẳng định hội không thể tránh khỏi phát sinh, tỉ như một đời trước tai nạn xe cộ, còn có bản thân rất nhiều không biết sự tình. Tại đây khẩn yếu quan đầu, viễn viễn xuất ngoại ngược lại là kiện chuyện tốt, tối thiểu sẽ không liên lụy nàng liên lụy nàng. Lận cảnh khiêm bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng hắn biết viễn viễn xuất ngoại nhất định là bởi vì này vài ngày bản thân trành thật chặt tưởng né ra, nhưng lận cảnh khiêm chỉ có thể tạm thời buông tay cho nàng một cái giảm sóc cơ hội, cũng cấp bản thân một cái xử lý xong việc tình cơ hội. Chờ xử lý tốt sự tình lại đi tiếp nhân về nhà. Nghĩ, Lận Cảnh Khiêm thu hồi di động đi cấp lão gia tử pha trà, chờ một lần nữa trở lại phòng khách là bên trong đã an tĩnh lại, không khí có chút đè nén. Không đợi Lận Cảnh Khiêm nghi hoặc, Lận lão gia tử liền trực tiếp mở miệng nói. "Cảnh Khiêm, nghe nói ngươi ly hôn." Lận Cảnh Khiêm cúi mâu che khuất trong mắt thần sắc giống như ảm đạm nói. Đúng vậy, bởi vì sự nghiệp cùng gia đình quan niệm bất hòa, đã hòa bình ly hôn. Chương 25 25 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lận lão gia tử trầm mặt một hồi, cũng không nói cái gì chỉ niệm câu. Ngươi sẽ hối hận. Một bên ngồi ngay ngắn lận nải nải nhìn nhiều vài lần lận cảnh kim hừ lạnh nói. Xem ra đã hối hận mấy ngày hôm trước uy hiếp lời của nàng lận nải nải đều còn nhớ đâu một cái tiểu bối vì nàng dâu như vậy đối đãi trưởng bối thật là hơi quá đáng lận cảnh khiêm bất đắc dĩ đúng vậy hối hận lúc đó cãi nhau rất xúc động đầu vừa kéo liền ly hôn hiện tại ta ở suy xét thế nào đem nhân đoạt về đến lận lão gia tử cũng không quan tâm vợ chồng son sự tình hắn tương đối để ý trọng gia trọng gia là nói như thế nào ngươi lần này mau lợi xúc động không đem nhân gia chọc giận đi. Vẫn được. Chính là không có gì hay sắc mặt. Lận cảnh khiêm ngẫm lại bản thân ở trọng gia địa vị cũng có chút xót xa, bất quá đây đều là bản thân làm ra đến, cũng chẳng oán được ai. Tận lực tạo mối quan hệ, ta xem ngươi quay phim chụp đầu cũng không linh quan, còn không trở lại nhân mạch đều không có. Lận lão gia tử không rất cao hứng. Đã đáp ứng hồi lận gia, liền sớm đi đem ngươi sự tình sửa sang lại minh bạch nhất là ngươi cái nào ảnh thị công ty lận cảnh kim ân ừ, đã biết hắn đáp ứng trong lòng lại không cho là đúng gia gia tuy rằng đối hắn tốt nhưng là có chút tư tưởng tam xem cùng đương đại nghiêm trọng không hợp tỷ như đối hôn nhân cũng không có nhiều coi trọng tỷ như đối vòng giải trí cũng có chút khởi xem thường trọng điểm là gia gia chú ý nhất vẫn là lận thị tập đoàn cho nên một đời trước bản thân tê liệt sau Gia Gia liền trực tiếp buông tha cho hắn. Lận cảnh Kim xoay xoay trong tay chén trà, nếu của hắn suy đoán là chính xác, sau lưng nhân thật là theo lận thị tập đoàn xuất phát, cho nên mới hội xuống tay như vậy ngoan triệt để ngăn chặn hắn người thừa kế cuối cùng cơ hội, như vậy này muốn hoài nghi nhân thủ trong khi trung chính là tiểu thúc. Lận gia quan hệ cũng không phức tạp, trừ bỏ chi nhánh ngoại, lận gia gia có ba cái nữ nhi hai con trai, phân biệt lại dựng dục năm cháu ngoại trai, ba cái cháu gái cùng một cái tôn tử lận tiểu thúc ba cái nữ nhi mà lận ba ba chỉ có một con trai dựa theo lận gia gia luôn luôn tin tưởng vững chắc truyền nam bất truyền nữ tín niệm duy nhất nhất cái tôn tử trên cơ bản chính là bên ngoài người thừa kế điểm này không ai có thể phản bác cái gì vì thế lận ba ba càng là trực tiếp trở thành hiện thời lận thị tập đoàn chấp hành tổng tài cho dù là lâm thời nhưng này công ty sau còn là con của hắn cũng không đều là tốt hảo nịnh bợ sao cứ như vậy lận tiểu thúc địa vị liền phá lệ xấu hổ nếu lận lão gia tự thoái vị làm cho hắn cùng lận ba ba cạnh tranh có lẽ còn nói được đi nhưng là lận gia gia luôn luôn không có về hưu hơn nữa trực tiếp nhảy qua hắn lựa chọn tiểu bối nếu lận tiểu thúc là một cái có khát vọng nhân kia tuyệt đối nhẫn không xong bởi vì hắn thua ở bản thân không con trai trên người lại nghĩ nhiều một chút thì phải là ngươi bởi vì một đứa con trở thành chấp hành tổng tài phong cảnh vô hạn ta đây sẽ phá hủy con của ngươi làm chúng ta từ đầu công bằng cạnh tranh. Lận cảnh khiêm xoay xoay chén trà thủ đột nhiên dừng lại, nhìn chầm chầm mặt nước chiếc xả xuất ra bóng người ngẩn người. Nếu như vậy có lẽ còn có thể thuyết phục, mặc kệ là cùng không là, vì hắn cùng viễn uyển an toàn, hắn đều muốn tìm người nhìn chầm chầm. Dù sao sau lưng nhân tâm tư kính đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không là làm lại một đời lận cảnh khiêm cam đoan bản thân còn có thể thua thật thảm, hiện nay hắn từ sáng chuyển vào tối có được tiên cơ tự nhiên là thế nào cẩn thận thế nào đến lận cảnh khiêm sờ ra di động cấp trọng uyển uyển phát tin tức chú ý an toàn chờ ngươi trở về trọng uyển uyển ngươi đến cùng là từ đâu đến nhiều như vậy hào lận cảnh khiêm đừng kéo đen quỷ khuất trọng uyển uyển trọng uyển uyển đừng phiền ta lận cảnh khiêm tự động đem những lời này phiên dịch vì chỉ cần là đừng phiền ta ta liền không kéo hắt. Cho là phi thường khoái trá đáp lại. Hảo. Trọng Nguyễn Nguyễn đã ở đại dương bờ đối diện suy tư muốn hay không đổi hào. Người này thật là vô khổng bất nhập. Ngẫm lại lại có chút buồn cười, bọn họ luyến ái thời điểm đối phương còn tại quay phim, bất chút thời gian các loại tán gẫu, nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là ta muốn đi quay phim chờ ta một hồi, không phải không lý ngươi. Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo tử. Trọng Nguyễn Nguyễn ẩn ẩn thở dài, xoa xoa đầu tiếp tục chuyển giờ sai, chuẩn bị có chuyện gì ngày mai lại nói. Trọng Nguyễn Nguyễn kỳ thực là muốn một người yên tĩnh hội, để cho mình đầu óc thanh tĩnh điểm tưởng muốn làm thế nào, nhưng là vừa ra quốc việc này liền không trọng yếu, nàng phát hiện du lịch thật sự là kiện như người tâm tình khoái trá sự tình, có thể mang sở hữu phiền não để ở sau đầu, tận tình chơi đùa. Thoải mái hoàn cảnh phong vị dày đặc mỹ thực, mở ra dân phong còn có tóc vàng bát khối cơ bụng tiểu ca ca. Một người cũng sẽ không thể cảm thấy tịch mịch, làm ngươi suốt môn sau sẽ có nhân chủ động hỏi ngươi có cần hay không trợ giúp, hoặc là lớn mật hôn gió thổ lộ, liền ngay cả chụp ảnh thời điểm sẽ có phỏng chừng làm quái lại gần nhân. Trọng Nguyễn Nguyễn đợi vài ngày, nguyên bản đè nén cảm xúc đều phóng ra, du lịch đến nơi nào liền ăn đến nơi nào, còn đào móc đến vài trong nhà thức nhà ăn, mỗi ngày đều thông suốt phóng khoáng vì thế trọng uyển uyển không chối từ vạn lý giống tần mộng tiệp khoe ra hôm nay bắt chuyện tiểu ca ca siêu cấp xuất nga tần mộng tiệp ngươi tránh ra ta một điểm cũng không hâm mộ trọng uyển uyển hi 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 có phải hay không ta thứ hai xuân lai ngươi đều còn chưa có đối tượng tần mộng tiệp tần mộng tiệp kéo hắt tuyệt giao không thương lượng trọng uyển uyển ha cười ha ha tiếp tục quanh tạc các loại mỹ thực đồ, đây đều là ta ăn qua, vị nói không sai, ân. hiện tại ngươi bên kia có phải không phải buổi tối a, à, ăn bữa ăn khuya sao mỹ nữ? Tần Mộng Tiệp, cho ngươi cút ngay a a a a phiền chết, chờ ta điểm hoàng ăn khuya đến tước ngươi. Trọng Viễn Viễn, ha 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 ha. Tần Mộng Tiệp oán hận điểm bữa ăn khuya, phi thường phẫn nộ tiệp đồ phát bằng hữu xứng đồ là tán gẫu ghi lại cùng gọi cơm trang bếp. Sau đó xứng thượng một hàng văn tự. Plastic hoa tỉ muội liền là như thế này không lương tâm. Thức đêm tu tiên nhân ào ào kêu rên. Nằm tàu chúng ta làm sai cái gì? Đừng nói chuyện, ta đã yên lặng mở ra mỹ đoàn. Ô ô ô ta mẹ nó giảm béo A, à, thống khổ, hít thở không thông, ta muốn kéo hắt tầng mộng tiệp. Tầng mộng tiệp kỳ dị tâm tình biến tốt lắm này đại khái chính là độc thống khổ không bằng cùng nhau thống khổ ha 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 nội tâm đang ở cùng tiếu thời điểm nhất nảy sinh cái mới lại bật ra một cái tân tin tức tần mộng tiệp nhìn lần đầu gặp ảnh bán thân liền cảm thấy có chút không ổn điểm khai vừa thấy quả nhiên lận cảnh kim điểm tán vì thế đang ở đối plastic hoa tỉ mùi oanh tạc trọng uyển Biển nhận đến nhất cái tin nhắn lận cảnh kim gặp soái ca a thứ hai xuân a trọng uyển uyển không hiểu chột dạ là cái gì cảm giác, rõ ràng bọn họ đều ly hôn. Đang lúc trọng Nguyễn Nguyễn vãn tay áo tưởng muốn hồi phục không có quan hệ gì với ngươi khi, đối phương tốc độ nhanh hơn, lại phát đến một cái tin tức. Nguyễn Nguyễn ăn nhiều một ít không quan hệ, ngàn vạn đừng học giảm béo ăn uống điều độ. Nhất khang nhiệt huyết không có chạm đất địa điểm, trọng Nguyễn Nguyễn nghẹn hội vẫn là nhịn không được lại ám trà sát trà sát trở về một trương bản thân cùng tóc vàng xoái ca ảnh chụp, tỏ vẻ nói, Thứ hai xuân ta càng yêu thích này. Lận cảnh Kim Chương 26 26 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lận cảnh Kim mặt không biểu cảm đem tóc vàng xoái ca pê điệu một lần nữa gửi đi. Như vậy càng đẹp mắt. Lúc này đây trọng uyển uyển không có hồi phục, lận cảnh Kim liên hệ đem nàng theo mấy ngày nay cùng hoang trung lôi ra đến, lại lần nữa về tới hiện thực nhất vấn đề. Mấy ngày nay tâm tình mở rộng không ít, quay đầu nhìn xem trước kia bản thân càng xem càng ngốc. Tuy rằng hiện tại cũng không thông minh, nhưng là trọng quyển quyển càng nghĩ đột nhiên liền phát hiện vì sao rối rắm là bản thân. Loại chuyện này rõ ràng là lận cảnh Kim có lỗi với tự mình, là hắn muốn vãn hồi, thế nào hiện tại địa vị đảo ngược biến thành nàng bị vây nhược thế. Càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy tư tưởng có vấn đề, chờ theo mấy ngày trước vòng lẫn quẩn nhảy ra. Trọng Nguyễn Nguyễn phát hiện bản thân ưu thế sau liền cảm thấy, hết thảy đều tốt lắm giải quyết, bởi vì nàng có được tuyệt đối quyền chủ động, phục hôn hợp lại đều là nàng định đoạt, hẳn là lận cảnh khiêm cực lực hảo thảo bản thân A. À. Liền tính Liền tính hắn có lẽ sẽ thả khí, có lẽ hội xoay người đi tìm tiểu sư muội, cho nên bản thân càng phải bảo vệ tốt bản thân tâm, không cần dễ dàng trả giá, như vậy mới là đối. Nghĩ thông suốt cho tới nay quấy nhiễu sự tình càng là thần thanh khí sản. Trọng Nguyễn Viễn đổi thân quần áo xuất môn, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, tọa thang máy xuống lầu thời điểm xa xa nghe thấy có người kêu đợi chút, chạy nhanh đè xuống cái nút. Vào là một cái mặt xuất khí thoạt nhìn hơn 20 tuổi tiểu ca ca, hắn thở hổn hển nói lời cảm tạ. Đa tạ đa tạ. Trọng Nguyễn Viễn đè xuống tầng lầu. Không khách khí. Ai? Ngươi cũng là giết quốc nhân A, à, ở trong này khả không dễ dàng thấy, nhĩ hảo ta gọi thịnh phi đối phương vừa nghe là cái muội tử hơn nữa là thật vất vả thấy đồng hương, nhất thời lần cảm thân thiết chủ động chào hỏi. Ngươi cũng là đến du lịch sao? Ta cũng vậy nghe nói nơi này phong cảnh hảo cho nên tới được. Trọng Nguyễn Nguyễn cười cười. Đúng vậy, thật thích nơi này. Trong thang máy chỉ có bọn họ hai người, không nói chuyện lại có chút xấu hổ. Thịnh Phi nhức đầu tiếp tục nói. Ta cũng rất thích, mỹ thực còn nhiều ha ha ha. Trọng Nguyễn Nguyễn cười cười. Đúng. Hai người câu được câu không hàng huyên hội, thang máy liền tới mục đích. Trọng Nguyễn Nguyễn gật đầu ý bảo sau xoay người rời đi, kết quả ở tới nhà ăn sau vậy mà ngoài ý muốn lại chạm mặt. Thịnh Phi rất là nhiệt tình chào hỏi. Ta nói nơi này Mỹ thật nhiều là thật nhiều, không nghĩ tới chúng ta vậy mà còn có thể gặp Mỹ nữ nữ sĩ thuận tiện cùng nhau cùng ăn sao. Thật có lỗi, ta thói quen một người. Trọng Nguyễn Nguyễn ôn thanh khéo léo từ chối. Thịnh phi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá nhiều dây dưa, chỉ giải thích nói: "Ta liền là thấy quốc nhân có chút thân thiết, ngươi không cần hiểu lầm, ta kỳ thực thật đứng đắn." Trọng Nguyễn Nguyễn cảm thấy có chút muốn cười, ta biết loại này cảm thụ, ở nước ngoài đều là một cái gia hương nhân, thân thiết thật bình thường. "Đúng, liền là như thế này." Thịnh phi phi thường cao hứng đối phương không có hiểu lầm. Trọng Nguyễn Nguyễn cười cười, xoay người tiến vào nhà ăn ăn cơm. Điểm bản thân yêu nhất ăn gì đó, liền theo trên di động đến ngày mai buổi sáng vé máy bay chuẩn bị về nhà. Dù sao bản thân suy nghĩ cẩn thận, cũng nên về nhà. Trọng điểm là bảo vệ tốt bản thân, làm một cái chỉ để ý chính mình người. Ngày thứ hai vé máy bay, buổi chiều còn có thời gian nơi nơi lãng. Trọng Nguyễn Nguyễn liền nhân cơ hội mua chút vật kỷ niệm cùng đồ trang điểm an ủi mấy ngày nay bị bản thân oanh tạc không rõ tầng mộng tiệp, cùng với lo lắng người nhà của mình nhóm. Trọng Nguyễn Nguyễn trở lại khách sạn thời điểm cả người đều mệt liệt, dạo phố thời điểm luôn phát hiện không xong mỏi mệt, chờ dừng lại thời điểm mới cảm giác được đau. Nàng phao cái nước ấm tắm giảm bớt mệt nhọc liền đang ngủ, đợi đến ngày thứ hai liền đuổi máy bay về nhà. Này nọ toàn bộ bị gửi vận chuyển, Trọng Nguyễn Nguyễn toàn bộ quá trình phi thường thoải mái, hơn nữa còn có lão ca tới đón cơ, vui vẻ nhớ tới Phi. Ca ta đã trở về. Trở về là tốt rồi. Trọng thành giật ngăn lại đối phương nhào tới hành vi, thập phần ghét bỏ. Tránh ra, ca ca ngươi hiện tại là có gia có thất nhân, đừng loạn phát. Trọng Nguyễn Nguyễn Phi thường khó chịu. Ta đây trở về gia phát tổ tử, tổ tử hương hương nhuyễn nhuyễn so với ngươi hơn nhiều lắm. Tưởng đều đừng nghĩ. Trọng thành giật sao nàng đầu, Liên hệ nhân đem nàng bao lớn bao nhỏ gì đó mang về nhà sau, thuận tiện đem điều này truyền nhân muội muội cũng đóng gói mang về nhà. Lúc này đây, tất cả mọi người có thể nhìn ra Trọng viễn Nguyễn tâm tính biến hảo, như là đột nhiên buông ra giống nhau, cả người tràn đầy thoải mái khoái trá cảm xúc, hội hưng trí bừng bừng cùng đại gia chia sẻ mấy ngày nay sự tình, náo nhiệt phân phát lễ vật, còn quan tâm một chút Tẩu Tử hiện tại thế nào, vội bận rộn lục lại tràn ngập kích tình trọng thành giật ngồi ở ngụy vân bên cạnh lại ngăn lại của nàng để sát vào cách chị dâu ngươi xa một chút trọng uyển uyển ủy khuất vì sao trọng thành giật một mặt lãnh khốc. phụ nữ có thai mang thai không thể nhìn xấu gì đó bằng không đứa nhỏ xấu ta liền lại ngươi trọng uyển uyển là thân ca sao liền bởi vì bản thân tâm tính tốt lắm là có thể tùy ý đã kích sao trọng uyển uyển phẫn nộ rồi tẩu tử ngươi xem ta ca nói là tiếng người sao có phải không phải hơi quá đáng ngụy vân tựa vào trên sofa trên người mặt rộng rãi quần áo nhìn không ra đến bụng biến hóa nàng mặt mày ôn nhu trên mặt lúc nào cũng mang cười nguyên bản tiểu vê mặt đã mượt mà đứng lên nguyên vẹn chứng minh nàng hiện thời bị chiếu cố thật tốt gặp người bên cạnh lại khi dễ muội muội ngụy vân vội vàng hỗ trợ nói tốt lắm tốt lắm uyển nguyễn, nguyễn tốt xấu cũng là cái cô nương Ngươi làm chi miệng như vậy độc Sẽ không có thể ít nhất vài câu Nguyên bản trọng thành dật chỉ sợ lão bà Hiện tại lão bà mang thai chỉ sợ lợi hại hơn Chỉ có thể tiếng trầm không nói Trọng viễn Nguyễn phi thường đắc ý Cố ý cùng tẩu tử nói hắn sáp không lên lời nói Tẩu tử ta lâu như vậy không trở về Quần áo của ngươi thế nào Ta nhớ được phía trước có ý kiến quần lót mau thành hình Ta làm thật nhiều đâu Còn cố ý lên mạng học tập nói tiểu hài tử làn da mềm mại sợ ma thương, này đầu sợi cái gì đều phải ở bên ngoài. Ngụy Vân quả nhiên thật cảm thấy hứng thú, nhất thời kích động đứng lên, vừa nói một bên muốn đứng dậy đi tìm cấp trọng viễn viễn xem. Trọng nguyễn nguyễn vội vàng nói, tẩu tử ngươi cũng đừng động, làm cho ta ca đi. Trọng thành giật. Ở lão bà cùng muội muội song trọng nhìn chăm chú hạ còn có thể thế nào, chỉ có thể yên lặng đứng dậy đi trên lầu. Trọng Nguyễn Nguyễn tiếp tục cùng tẩu tử tham thảo tiểu hài tử sự tình, xem đối phương ôm nhu khuôn mặt, trong lòng lại bốc lên khởi một điểm hâm mộ. Ngụy Vân cùng Trọng Thành giật tình yêu cho tới bây giờ cũng không phải oanh oanh liệt liệt kích tình, cũng không có gì phập phòng gợn sóng. Bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã cứ như vậy nước chảy thành sông, sau đó theo làm bạn bằng hữu biến thành người yêu bạn lữ. Mà nàng cùng lận cảnh khiêm luyến ái, cũng là oanh liệt sau cạn bã cũng không thừa, bản thân mình đầy thương tích cuối cùng ly hôn. Đây là trên lệch A. Trọng Nguyễn Nguyễn thở dài, chỉ thấy quản gia đột nhiên vào cửa nói. Lận tiên sinh đến đây. Trọng Nguyễn Nguyễn nhíu mày. Không thấy. Quản gia có chút do dự. Nhưng là lận tiên sinh luôn mãi cho thấy có chuyện rất trọng yếu tưởng cùng ngài đối diện nói. Trọng Nguyễn Nguyễn lại khó được tùy hứng đứng lên. Ta nói không thấy chính là không thấy, làm cho hắn đi. Quản gia xác định thái độ thập phần khẳng định sau, liền lập tức đi ra cửa hồi phục. Sau đó lại trở về nói. Lận Tiên Sinh nói hắn là thật sự có chuyện, tiểu thư nếu không đồng ý thấy hắn, có thể mang di động khởi động máy sao? Trọng Nguyễn Nguyễn thế này mới nhớ tới bản thân di động không điện tắt điện thoại, nàng nói: "Di động không điện, làm cho hắn quá mấy mấy giờ lại gọi điện thoại cho ta." "Tốt." Quản gia đáp lại lại đi truyền tin. Lần này đi qua hảo vài phút cũng chưa tái xuất hiện. Xem ra Lận Cảnh Kim hẳn là bị đuổi đi. Ngụy Vân cười nói, "Nữ vương phạm." Trọng Nguyễn Nguyễn hắc hắc nở nụ cười thanh, "Chúng ta tiếp tục." "Ân." Khi Lận Cảnh Kim đâu?" "Lận Cảnh Kim có thể có đứa nhỏ trọng yếu thôi." Trọng gia nhà của ngoại như trước đổ một chiếc xe, gần nhất không có hạ tuyết nhưng là rất lạnh, Lận Cảnh Kim giống lần trước tọa ở trong xe chờ đợi chẳng qua lần này không có tắt lửa hơn nữa mở điều hòa, hắn sợ đợi lát nữa Uyển Uyển không tiếp điện thoại bản thân ngón tay cứng ngắt đánh không ra tự đến. Uyển Uyển nói di động không điện, kỳ thực hiện tại di động nạp điện tốc độ đều là phi thường mau, chỉ cần hơn 10 phần chung là có thể khởi động máy thậm chí là gọi điện thoại, nói để cho mình chờ mấy mấy giờ, đại khái là không đồng ý liên hệ bản thân đi. Nghĩ, lận cảnh khiêm quyết định trước xử lý chút chuyện tình, tỷ như một đời trước có khả năng là uyển viễn tình lữ thịnh phi. Trước mắt xem ra của hắn trụ cột rất sạch sẽ cũng không có gì không bình thường địa phương, cũng không có liên lụy đến lận gia phương hướng. Nhưng cẩn thận điều tra vẫn là có thể phát hiện không ít này nọ, tỷ như. Tài khoản đột nhiên hơn nhất bút cự khoản ngoại. Này bút cự khoản không biết là ai đánh tới, đối phương thủ đoạn rất cao một điểm dấu vết đều không có để lại đến, chuyển xong trướng liền trực tiếp tiêu hộ, đại khái là có được tương đối mãnh liệt phản trinh sát hành vi. Nói cách khác chẳng phải tránh chủ, có khả năng là tránh chủ nanh vuốt. Nghĩ như thế, lận cảnh khiêm lại phát tin tức làm cho bọn họ đi thăm dò xem một chút lận tiểu thúc tài khoản lui tới, không biết tiền thế nào đến không quan trọng, biết tiền thế nào đi ra ngoài là tốt rồi làm. Nếu lận tiểu thúc trong tài khoản thật sự có biến động, thậm chí hội không hiểu biến mất này bút cự khoản. Khi trên cơ bản cũng đã không cần hoài nghi, mà là xác định đối phương chính là hung thủ. Là một đời trước giết chết bản thân hung thủ. Chương 27 27 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở thương trường phía trên ít lợi tranh chấp dưới, lận cảnh Kim gặp qua nhiều lắm thân nhân kịch liệt, bằng hữu phản bội vì cừu, thậm chí còn có phụ tử đoạn tuyệt quan hệ, vớ vẫn phản phất bọn họ trong mắt chỉ có tiền. Hắn còn may mắn quá lận gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng lận da gia, gia đối con trai của mình tôn tử đều thật công bằng mấy năm nay ba người công ty cổ phần toàn bộ ngang hàng cho dù là ăn tiền lãi cũng có thể cam đoan cuộc sống hậu đãi vô ưu cũng không có gì đáng giá tranh đoạt địa phương kết quả hắn quả nhiên vẫn là xem nhẹ nhân tham lam muốn trước đây lận cảnh kim có lẽ sẽ cảm thấy buông tha cho cũng không quan hệ hắn có sự nghiệp của chính mình có thể nuôi sống gia đình nuôi sống hắn cùng uyển biển, biển nhưng là thật hiển nhiên chỉ có hắn nghĩ như vậy, nếu tất cả những thứ này đều là lận tiểu thúc từ một nơi bí mật gần đó trù tính bày ra, hắn buông tha cho cũng không hữu dụng, đối phương muốn là hắn không hề xoay người cơ hội không còn có uy hiếp tài năng dừng lại. Càng khả hốn, lận tiểu thúc hiện tại đã xuống tay với uyển uyển, đây là vô luận như thế nào đều không thể nhẫn nhịn, cho nên, hắn chỉ có thể đón nhận đi. Trong đầu ý tưởng bay tán loạn, trên tay nhưng cũng không nhàn rỗi, mỗi cách 10 phút liền đánh một lần điện thoại, đánh không thông liền lẳng lặng chờ đợi kế tiếp 10 phút. Chờ trọng Nguyễn Nguyễn di động tràn ngập điện một lần nữa khởi động máy sau, nhất thời nhảy ra vô số nhắc nhở nàng không có tiếp đến điện thoại tin tức, tùy mặc dù là mổ cái bám riết không tha nhân lại gọi điện thoại tới. Trọng Nguyễn Nguyễn chuyển được. Quy. Nguyễn Nguyễn. Lận cảnh Kim lập tức tọa thẳng thân mình, nghiêm cẩn nói. Bên người có người sao? Ta nghĩ cùng ngươi nói một việc. Trọng viễn viễn lặng lẽ đẩy ra nhất điểm nhỏ khe hở, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Không ai, ngươi nói đi. Vốn chuyện này không phải hẳn là cho ngươi tham dự, nhưng là hiện tại ngươi cũng bị liên lụy vào được, không có biện pháp, lận cảnh khiêm tổ chức ngôn ngữ, chọn chút trọng yếu nói. Hiện tại xem như gia tộc tranh đấu dèm pha, Gia Gia muốn đem ta lập vì người thừa kế kế thừa lận Gia Gia chủ vị trí, làm cho phát sinh rất nhiều chuyện, Tô Vân cũng là có nhân cố ý an bày tới được ta lo lắng bọn họ hội xuống tay với ngươi, bởi vì đối với hắn mà nói, ngươi tính là của ta một cái trợ lực bởi vì ngươi sau lưng có trọng gia, hắn khẳng định không hy vọng ta có nhân trợ giúp, nói không chừng hội nhân cơ hội này đối với ngươi sử dụng âm mưu, ngươi nhất định phải chú ý người bên cạnh. Lận cảnh kim tạm dừng một hồi, nghe nói tổ tử có tin mừng, nếu xuất môn lời nói ngươi tận lực không muốn cùng nàng cùng nhau. Lận cảnh Kim nói đơn giản một chút khả năng hoặc là sự tình đã muốn phát sinh, sau đó cam đoan nói. Vốn là chuyện của ta, kết quả không nghĩ tới hắn như vậy phát rồ vậy mà đem ngươi tha xuống nước, bất quá ngươi yên tâm ta cho ngươi để lại bảo tiêu, ngươi đưa điện thoại di động hào đặt ra mau lệ kiện. Lận cảnh Kim nói càng nhiều, liền chứng minh hắn đối chuyện này, đối trọng viễn viễn càng để ý, quả nhiên thành công nhường trọng viễn viễn bốc lên khởi một điểm nguy cơ cảm các ngươi lận gia không phải ngươi một cái tôn tử sao vì sao còn sẽ có người nhằm vào ngươi cho nên mới hội đối ta càng căm hận trừ bỏ ta không là có thể công bằng cạnh tranh sao lận cảnh khiêm nói thời điểm đều muốn cười tư bản ích lợi thật là mê hoặc ánh mắt huân đen tâm trọng nguyễn nguyễn ứng thanh nga nàng muốn nói làm cho hắn cũng chú ý điểm lại thấy đối phương biết đến rõ ràng như thế khẳng định là sớm có phòng bị liền nhìn xuống chưa nói Ta sẽ chú ý, ngươi còn có chuyện gì sao? Không. Lận cảnh Kim thấp giọng nói. Nhưng là ta gần nhất khả năng không thời gian nhìn ngươi, nếu nếu nghe thấy ta có cái gì ngoài ý muốn tin tức nhất định không cần hoãn, tin tưởng ta, chuyện gì đều không có. Này coi như là nhất châm dự phòng châm, giống một đời trước tai nạn xe cổ giống nhau, đời này khẳng định cũng sẽ xuất hiện, hắn sợ đến lúc đó Uyển Uyển sẽ lo lắng. Tuy rằng như vậy da mặt dày, nhưng là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất đều nói một chút. Trọng Nguyễn Nguyễn không hiểu Tâm Khẩn Trương đứng lên. Sự tình rất nghiêm trọng sao? Ân. Ừ. Không nghiêm trọng. Lận cảnh Kim An ủi nói. Ta hiện tại từ sáng chuyển vào tối so với hắn càng giữ lấy tiên cơ, không có việc gì, không cần lo lắng. Trọng Nguyễn Nguyễn. Không lo lắng ngươi, ta là lo lắng chính mình chịu liên lụy có nghiêm trọng không? đó là ta tự mình đa tình. Lận cảnh khiêm bật cười, rất dễ dàng có thể phân rõ ra đối phương ở khẩu thị tâm phi. Trọng Nguyễn Nguyễn hừ hừ. Ngươi có biết là tốt rồi. Đúng rồi, chuyện này ta có thể nói với ta ca sao. Cảm giác loại chuyện này không chỉ là nàng, liền ngay cả toàn bộ trọng gia đều ở đối phương tính kế trung, nàng hẳn là cùng lão ca cùng ba ba nói một chút tương đối hảo. Nhưng này lại là lận gia việc xấu trong nhà. Dù sao việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nơi nơi nói lại tựa hồ không tốt lắm, lận cảnh Kim không do dự nói. Có thể nói. Trọng Nguyễn Nguyễn tỏ vẻ mình biết rồi, liền thập phần lưu loát cắt đứt điện thoại tìm lão ca hội báo đi. Lưu lại còn tưởng tán gẫu hội lận cảnh Kim đáng thương hề hề trành hội di động, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Chuyện này đối với trọng gia liên lụy không lớn, nếu thường lui tới có lẽ không hội để ý, nhưng là hiện tại không giống với trong nhà có phụ nữ có thai nên chú ý liền hơn không thể dọa đến động thai khí càng không thể đụng chạm vào cho nên đều khẩn trương đứng lên trọng nguyễn nguyễn tỏ vẻ đối phương nếu thực hướng lận cảnh khiêm đến cũng hẳn là xuống tay với ta mới là tương đối bộ gần như tiếp cận mỹ nam kế cái gì cùng tẩu tử quan hệ không lớn ngụy vân vừa nghe nhất thời tinh thần buồn bã nói mỹ nam kế a à, kỳ thực ta thân thể rất tốt trọng thành giật không cho tưởng ngụy vân biết miệng dương giọng nói mẹ trọng thành giật hung ta nghe thấy thanh âm trọng mẹ nhất thời theo trong phòng bếp lao tới xú tiểu tử vừa mới nghiêm túc trọng tâm đề tài nháy mắt đi chệch trọng thành giật bị lão mẹ níu chặt lỗ tai khiển trách vừa thông suốt nàng dâu mang thai đều đối nhân gia không tốt ngươi có phải không phải tưởng trên trời ngụy vân đặc biệt đắc ý để sát vào trọng uyển uyển nói cái gì Mỹ Nam kế A, à, có phải không phải lão thổ bắt chuyện ngẫu ngộ? Trọng Nguyễn Nguyễn vừa định hòa cùng, không biết sao đột nhiên nhớ tới du lịch khi ngẫu nhiên nhận thức thịnh phi. Khả năng ở nước ngoài gặp một cái quốc nội nhân hơn nữa là tương đối xuất tiểu ca ca, làm cho nàng lưu lại phi thường khắc sâu trí nhớ. Giờ phút này nói lên lời này đề vậy mà ngoài ý muốn nghĩ tới hắn. Đối phương phi thường trùng hợp cùng nàng gặp hai mặt, nhưng là thái độ hành vi cũng không quá phận muốn không phải là mình trở về sớm không biết mặt sau còn có hay không trùng hợp ngụy vân xem nàng này thần sắc có chút kinh ngạc không phải đâu thật sự gặp quá trọng nguyễn nguyễn hồi tưởng một lần lại bắt đầu hối hận bản thân trở về quá sớm làm cho hiện tại không có manh mối nếu nhiều đợi mấy ngày nhiều lần gặp trùng hợp bắt chuyện cái gì có lẽ có thể phán định không là trùng hợp mà là cố ý vì này nhưng là như bây giờ thật đúng không có cách nào khác nói trọng nguyễn nguyễn thở dài nói cũng không nhất định cũng chỉ gặp qua hai mặt còn đều là trùng hợp trọng điểm là này tiểu ca ca cũng không giống người xấu a à. ngụy vân truy vấn ngươi làm sao thấy được không giống trọng uyển uyển ân chính là có chút xuất ngụy vân ẩn ẩn rất xuất a à. trọng thành giật nghe tiếng lại gần rất là cảnh giác nói cái gì xuất trọng uyển uyển quên đi liền xem về sau còn có hay không tiếp xúc tốt lắm, dù sao nàng hiện tại không thích hợp cùng tẩu tử đàm luận đề tài này. Chương 28 28 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sự tình sau khi nói xong, trọng gia Minh Tùng ám nhanh, lận mụ mụ ở nhà bồi ngụy vân, lận ba ba nhưng là không có gì biến hóa, trước sau như một chăm sóc của hắn hoa cỏ. Trọng thành giật trọng uyển uyển như cũ đi làm công tác, lận cảnh khiêm tuy rằng không thể tới cầu được tha thứ, nhưng là ba ngày hai bữa đưa hoa đưa cơm đưa nước quả đưa món điểm tâm ngọt, đến biểu đạt tâm ý của bản thân, nếu không là lo lắng còn có thể bị kéo hắt, lận cảnh khiêm nói không chừng còn có thể điện thoại tin nhắn oanh tạc. Trọng Nguyễn Nguyễn bình tĩnh như lúc ban đầu, theo nàng lận cảnh Kim muốn cầu được tha thứ, này đó đều là cơ bản thao tác. Nàng gần nhất tham dự từng mục 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 khai phá, muốn đi theo lão ca mặt sau cùng nhau học cùng nhau thương thảo, có đôi khi vội đứng lên đều không nhớ rõ lận cảnh Kim này hào nhân là ai, cả đầu đều là hợp tác hạng mục cùng giấy trắng mực đen hợp đồng. Đem Trọng Nguyễn Nguyễn theo hợp đồng lý đánh thức không là lận cảnh Kim không là hắn ca, mà là trong lúc vô tình gặp, thịnh phi. Vốn nửa tháng không thấy, Trọng Nguyễn Nguyễn đã đưa hắn theo hoài nghi đối tượng trung loại bỏ, kết quả lại gặp mặt, Trọng Nguyễn Nguyễn liền không thể không hoài nghi đối phương có phải không phải thật sự đang đến gần bản thân. Hai người là ở trọng thị tập đoàn phụ cận trong siêu thị gặp, trọng Nguyễn Nguyễn đi ngang qua tưởng mua vài thứ về công ty, kết quả vào cửa vừa thấy liền phát hiện đối phương tự hồ ở chọn lựa đồ uống. Dừng một giây, trọng Nguyễn Nguyễn không ngừng nghĩ chút nào quay đầu đi vào trong làm bộ không nhìn thấy đối phương. Nhưng là ở tính tiền thời điểm, hai người vẫn là lại gặp nhau, đối phương xếp hàng đứng sau lưng trọng Nguyễn Nguyễn, đột nhiên kinh ngạc nói. Là ngươi. Người bình thường nghe nói như thế trước tiên đều sẽ quay đầu, Trọng Nguyễn Nguyễn nhịn xuống, mặc kệ có phải không phải ngộ thương, dù sao đối phương đã phi thường khả nghi, nàng cũng chỉ có thể làm bộ như làm như không thấy. Thịnh Phi tự hồ nhỏ giọng nói thầm một câu. Chẳng lẽ nhận sai người. Sau đó lại chưa từ bỏ ý định vỗ hạ nàng bả vai. Mỹ nữ nhĩ hảo, còn nhớ rõ ta sao? Trọng Nguyễn Nguyễn chậm rì rì quay đầu, có chút mờ mịt nói. Cái gì? Thịnh Phi cười nói, "Chúng ta phía trước gặp qua một mặt, ngươi không nhớ rõ? Ngay tại nước ngoài, ta vừa mới còn tưởng rằng nhận sai người." Trọng Nguyễn Nguyễn trầm mặt một hồi, nghiêm cẩn nói, "Ngượng ngùng, ta không biết ngươi." Nói xong liền quay đầu lại chuẩn bị tính tiền. Thịnh Phi không nghĩ tới phải nhận được như vậy trả lời, nhất thời có chút xấu hổ cũng không không biết xấu hổ tiếp tục nói cái gì. Hai người trầm mặt tính tiền một trước một sau đi ra siêu thị, Trọng Nguyễn Nguyễn trực tiếp vào trọng thị tập đoàn Đại Lâu, Thịnh Phi ở phía sau nhìn hai dây xoay người ly khai. Kỳ thực ở gặp qua một mặt sau chủ động bắt chuyện thật đột ngột, thông thường đều bị định tính vì theo đuổi hoặc là có cảm tình thường, mà nhà gái cự tuyệt trên cơ bản liền là không có cảm giác, cũng không muốn vào một bước phát triển, trừ phi thật sự thật có cảm tình, thông thường thân sĩ mọi người hội biết khó mà lui nhưng là thịnh phi rõ ràng không giống với sau vài ngày bên trong trọng nguyễn uyển lại trước sau nhìn thấy quá nàng vài lần đối phương có đôi khi hội cười mà qua có đôi khi hội xa xa lên tiếng kêu gọi như trước bảo trì không đường đột hành vi ở sau nửa tháng lý theo tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên còn đã từng muốn quá nhị duy mã thêm bạn tốt nhưng đều bị trọng uyển uyển nhất nhất cự tuyệt thịnh phi có chút thất lạc chỉ có thể nói ra nói thật kỳ thực ta đối với ngươi thật có cảm tình nếu có thể hy vọng có thể tiến thêm một bước phát triển trở thành vì người yêu, cho nên muốn theo bằng hữu làm khởi, có thể cho ta một cơ hội sao? Không thể. Lận Cảnh Kim không biết từ nơi nào toát ra đến, đưa tay khoác lên trọng uyển uyển trên bờ vai đem nhân nhét vào trong lòng. Nàng hữu ái người, thịnh phi dài mồm rộng. Ngươi, người yêu. Lận Cảnh Kim hơi hơi nâng nâng vành nón, không hề che lấp lộ ra khuôn mặt tuấn tú đúng, tuy rằng nàng không tiện nói ra khẩu, nhưng là hy vọng ngươi không cần quấy rầy sinh hoạt của nàng, cũng đừng vọng tưởng nhúng tay tình cảm của chúng ta. Thịnh Phi ngẩn ngơ sau một lúc lâu, đối trọng Uyển Uyển nói. Các ngươi ở cùng nhau trừ bỏ bản thân ai đều không biết, hắn thậm chí còn cùng người khác truyền chuyện xấu, ngươi tốt như vậy nữ hài vì hắn trả giá ngươi có thể được đến cái gì. Một câu nói này thập phần trắc tâm, hai người cơ hồ liền là vì việc này mới huyên ly hôn lận cảnh kim sắc mặt cơ hồ nháy mắt thay đổi, rất có giận chó đánh mèo nhìn chầm chầm thịnh phi. cũng sao ngươi cả ngày nhớ thương người khác người yêu hảo, ta chỉ là vì nàng cảm thấy không đáng giá, chính nàng một cái nhân sinh sống một người du lịch, ngươi thậm chí ở năm trước còn cùng bị người nháo quá chuyện xấu. thịnh phi chỉ trích những câu trách tâm, chuyên chọn hai người khe hở xã. lận cảnh kim là thật tức giận, liền tính nơi này là người đến người đi trên đường hắn đều có một loại quan ngã mũ tấu đối phương một chút xúc động. Hắn vừa khoát tay, đã bị Trọng Nguyễn Nguyễn ngăn lại. Trọng Nguyễn Nguyễn thản nhiên nói. Mặc kệ như thế nào này là ta sự tình, ngươi một ngoại nhân ở trong này khoa tay múa chân đã thật không tố chất. Thịnh Phi Nghĩa chính lời nói. Ta chỉ là cho ngươi không đáng giá. Trọng Nguyễn Nguyễn cũng nhíu mày. Chỉ cần ta nguyện ý hắn chính là đáng giá. Một câu nói này nói năng có khí phách, cho dù là thịnh phi đều không lời nào để nói. Trọng Nguyễn Nguyễn túng đắc ý lận cảnh khiêm chạy lấy người, rời đi đối phương tầm mắt sau liền trực tiếp đưa tay bỏ ra. Nói chuyện đã nói nói, về sau thiếu động thủ động cước. Nàng chỉ là phía trước lãm nàng sự tình. Lận cảnh khiêm còn đắm chìm ở vừa mới hạnh phúc chung, nghe vậy thấp giọng nói. Nguyễn Nguyễn. Giả. Dạ. Trọng Nguyễn Nguyễn đánh gãy lời nói của hắn. Đó là không ly hôn tư tưởng hiện tại không là. Lận Cảnh Kim đã trải qua được quá mất quá sau, cười bất đắc dĩ nói: "Không quan hệ, ít nhất ta còn có được quá. Tuy rằng có được sau càng không bỏ được buông tay, càng giống một lần nữa có được." Trọng Nguyễn Nguyễn trầm mặt, nói sang chuyện khác nói: "Làm sao ngươi đi lại?" Chính là nghe nói Thịnh phi sự tình, nghĩ đến xem. Lận Cảnh Kim gần nhất luôn luôn bề bộn nhiều việc, ra ra tiểu thúc tài khoản cùng sở hữu giao dịch tuy rằng rất có khả năng bị đối phương phát hiện, nhưng là cũng mặt bên chứng minh rồi có quỷ, tiếp tục bái đi xuống quả nhiên có thịnh phi một phần tử. Trọng Nguyễn Nguyễn gật gật đầu. Xem cũng xem xong, trở về đi. Về sau thiếu tới tìm ta, thân phận của ngươi rất phiền toái. Lận cảnh khiêm cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, được rồi hắn kỳ thực ly hôn sau luôn luôn bị ghét bỏ, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Ta đánh gãy thịnh phi, lại bại lộ bản thân ở ra tìm chứng cớ phỏng chừng bọn họ chó cùng rứt dậu rất nhanh sẽ hội vô đến ngươi nhất định phải chú ý an toàn trọng uyển uyển ân ừ. lận cảnh khiêm đợi hội không có đạt được quan tâm chỉ có thể đem người đưa về nhà sau đó ủ rủ rời đi trọng uyển uyển đợi đến bên ngoài vang lên tiếng xe mới chậm rãi trở về phòng nghỉ ngơi qua ở trên sofa nghĩ vừa mới chuyện đã xảy ra phi thường vừa lòng bản thân thái độ ở trong lòng tự nói với mình về sau liền muốn như vậy, mới Mỹ tư tư nghỉ ngơi. Sau vài ngày bên trong, Trọng Nguyễn Nguyễn đều là cùng lão ca đồng hành, chỗ tối cũng có bảo tiêu phi thường có an toàn bảo đảm, cũng không có phát sinh gì chó cùng rất dậu sự tình, đồng thời cũng lại không nhìn thấy quá thịnh phi, tưởng cũng là, ngày đó biến thành khó nhìn như vậy, phỏng chừng yếu điểm mặt đều sẽ không tái xuất hiện. Vốn cho rằng sự tình không tưởng tượng trung nghiêm trọng như thế, Kết quả 3 ngày sau trên tin tức đột nhiên truyền đến lận cảnh khiêm tai nạn xe cổ tin tức. Chương 29 29 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trọng Nguyễn Nguyễn biết được tin tức thời điểm còn tại đi làm, mở ra laptop đạn tống suất đến tin tức tin tức dùng phóng đại tự thể khung ra lận cảnh khiêm tai nạn xe cổ nhập viện, hiện tình huống không rõ, vài dạng. Trọng Nguyễn Nguyễn ngẩn người, thủ đã mau một bước điểm đánh xem xét là tình huống gì, tiểu biên lưu loát nói một đống lớn, chỉ có mấy trương lận cảnh khiêm bình thường nghệ thuật chiếu, chút chưa có nói ra một điểm tin tức hữu dụng, trọng nguyễn nguyễn xem xem có chút phiền lòng, trực tiếp rời khỏi tin tức thôi đưa, đi lên trang web tìm tòi. Nhìn thấy ghê người một loạt xếp tin tức nhất thời tất cả đều xếp xuất ra, 10 câu không rời tai nạn xe cộ nhập viện, tình huống không rõ, có mấy cái còn có bệnh viện ảnh chụp, nhưng là rất nhanh bị bái ra là mừng năm mới tiền kịch tổ ảnh chụp một L ta dựa vào, đều đến lúc này các ngươi marketing hào có phiền hay không? Có thể hay không không cần cọ nhiệt độ. 2 L, lận cảnh Kim thật sự là tuyệt, lần trước kịch tổ bị thương lần này lại gặp gỡ tai nạn xe cộ, quả thực là đổ hỏng xuyên thấu. 3 L, a a a a khẩn cầu ta Kim ca không cần xảy ra chuyện, nhất định phải hảo hảo. 4 L, đều do tô vân đều do tô vân, nàng chính là cái sao chổi tử không biết xấu hổ buộc chặt marketing sau, ngươi xem ta Kim Ca đều gặp là chuyện gì a? À, tiện nhân a a a a vì sao không là ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. 5L, trên lầu câm miệng, không cần ở đề đối phương cấp nhiệt độ, chúng ta không biết nàng. 6L, chính là Hồi thiếp phương hướng nhất thời vòng vo hướng gió, hướng không biết tên địa phương quát đi, trọng nguyễn nguyễn tìm tới tìm lui như trước không có chủ yếu manh mối, nàng sờ ra di động muốn cho quách đông huy gọi điện thoại, trong đầu đột nhiên nhớ lại người nào đó nói. Nếu, nếu nghe thấy ta có cái gì ngoài ý muốn tin tức nhất định không cần hoảng, tin tưởng ta, chuyện gì đều không có. Trọng Nguyễn Nguyễn dừng lại, nếp di động ở đánh vẫn là không đánh trong lúc đó do dự, nếu lận cảnh khiêm phía trước nói là thật, khi này có khả năng là hắn tương kế tự kế, vì câu ra một ít nhân, bản thân nếu vội vàng liên hệ hắn có phải hay không nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Ly hôn hơn một tháng, Trọng Nguyễn Nguyễn có đôi khi tư tưởng vẫn là xoay xoay không kịp, hội theo bản năng vì hắn suy xét, do dự thời gian trong tay di động đột nhiên chấn động một tiếng, lận cảnh khiêm tự mình phát đến tin tức. Ta không sao. Trọng Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, có thể phát tin tức đã nói lên không có gì đại sự, nàng yên tâm nhất thời lại khôi phục trước kia thái độ. Ta không lo lắng ngươi. Lận cảnh khiêm. Nhưng là ta lo lắng ngươi. Trọng Nguyễn Nguyễn khống chế được tâm tình của bản thân, nhàn nhạt đáp lại một câu. Nga. Lận cảnh khiêm bị nghẹn một chút, ngẫm lại lại tìm trương ảnh chụp phát đi lại. Kỳ thực. Lo lắng một chút cũng xong. Ảnh chụp là bệnh viện phòng bệnh cảnh tượng, nhưng là cũng không có thu nhận sử dụng tiếng lận cảnh Kim thân ảnh. Trọng Nguyễn Nguyễn nhìn hội, nhẫn tâm hồi phục. Không cần. Trọng Nguyễn Nguyễn ngươi còn có thời gian nói những lời này đã nói lên hảo thật sự ta muốn công tác đừng đến phiền ta lận cảnh kim hắn ẩn ẩn thở dài lại có điểm muốn cho bản thân chụp trương ảnh chụp tranh thủ đồng tình tâm bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi dù sao uyển uyển hướng đến mạnh miệng mềm lòng đến lúc đó muốn thật sự lo lắng có thể làm sao bây giờ lúc này đây tai nạn xe cộ ở lận cảnh kim dự kiến bên trong của hắn xác thực xem như tương kế tựu kế chờ đợi đối phương đến thực thi này coi như là cho nhau thử bởi vì lận cảnh khiêm đã đụng đến lận tiểu thúc tư liệu bên trong còn có này một cái chỉ lệnh về tai nạn xe cộ như thế nào thực thi lần trước dấu vết không có lau sạch sẽ đối phương cũng không biết hắn đề cập bao nhiêu tư liệu cho nên ở thử hắn có phải hay không né tránh lận cảnh khiêm tương kế tựu kế giả giả không biết tình ngồi trên xe kỳ thực xe phòng hộ thi thố phi thường tốt lái xe cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ tối thiểu không sẽ phát sinh một đời trước xương sống gãy làm cho tê liệt sự tình nhưng đến cuối cùng thời điểm hắn vẫn là xem nhẹ đối phương tàn nhẫn đối phương mang theo thương cho nên lận cảnh Kim không là tai nạn xe cộ bị thương nhập viện mà là thương thương nhập viện điều này cũng là toàn võng đều biết đến hắn tai nạn xe cộ bị thương nhập viện nhưng không có một tấm hình nguyên nhân hắn phong tỏa ảnh chụp thế nhưng là chủ động truyền lại tin tức thật thật giả giả liền xem lận tiểu thúc thế nào nhận viên đạn xuyên suốt lận cảnh Kim bả vai này hay là hắn vội vàng trung né tránh tạo thành, bằng không này viên đạn sẽ xuyên suốt trái tim hắn, hắn hiện tại hẳn là còn tại phòng cấp cứu nằm. Trong phòng im ắng, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn ở phòng cấp cứu, tất cả đều vây ngăn ở một cái khác tầng lầu, Quách Đông Huy liền mượn cơ hội ở bên kia ứng phó truyền thông, sau đó đau kịch liệt tỏ vẻ. Kim ca này bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ còn không ra phòng cấp cứu, cho nên ta cũng không biết tình huống gì có khả năng cần lui vòng dưỡng thương, chuyện sau đó chờ Kim ca thương hảo sau rồi nói sau. Quách Đông Huy luôn luôn đều là lận cảnh Kim phát ngôn nhân, huống chi bây giờ còn là ảnh thị công ty tổng giám đốc, nói có rất đại trình độ sẽ biến thành hiện thực, truyền thông nhóm nhất thời bởi vì một cái khác đại tin tức phấn chấn đứng lên, một nhóm người tiếp tục ngồi thủ một nhóm người trở về biên cảo. Lận cảnh Kim tai nạn xe cổ thương thế nghiêm trọng, đến nay sinh tử không rõ, lận cảnh Kim tai nạn xe cổ đến tiếp sau đưa tin, người đại diện xưng hội lui vòng dưỡng thương, lận cảnh Kim lui vòng dưỡng thương, tân ảnh đế không biết hoa lạc nhà ai lui vòng dưỡng thương trọng tâm đề tài nhất thời nhất trọng nhanh hơn nhất trọng cao, họp sức 20 cái bên trong có 5-6 cái tất cả đều là về lận cảnh Kim, một thế hệ ảnh đế nhân thương lui vòng, là nhường ảnh thị công. Ti hợp tác phương cùng phan nhóm thủ đoạn thương tâm tin tức, nhưng là đối với mổ ta người cạnh tranh quả thật mừng thầm muốn xoay người cực tốt thời cơ trong lúc nhất thời trên mạng tùy ý có thể thấy được thảo luận trọng tâm đề tài lâu, nhưng là mừng thầm nhân này thời điểm cũng không dám nhiều lời nói, dù sao lận cảnh khiêm còn sinh tử không rõ, nếu ở viết thông cáo marketing lời nói, có ăn thịt người huyết bánh bao hiềm nghi, lận cảnh khiêm phan sức chiến đấu luôn luôn cao, đến lúc đó không là không duyên cớ chọc một thân tao sao. Có người xem minh bạch, nhưng có người xem cũng không thấu triệt, dù sao vòng giải trí hắc hồng cũng là hồng A, chỉ cần ngươi tên ai đều biết đến, đến lúc đó vài cái thông cáo tẩy bạch thì tốt rồi trọng điểm hay là muốn trước sống đứng lên mà tô vân cũng là loại này ý tưởng theo thời gian trôi qua nàng đến bây giờ đều không có đạt được lận cảnh khiêm tín nhiệm người phía sau nhẫn nại cũng là một điểm sau một điểm thiếu thông qua hoàng kỳ thiên trợ lực càng ngày càng kém kính có thể cảm giác được mà lần trước buộc chặt marketing làm cho nàng thường đến ngon ngọt trong lòng nhất thời rục rịch đứng lên hiện tại quay phim đã sát thanh nàng nhàn rỗi không có việc gì liền liên hệ nhân chuẩn bị tốt chụp ảnh, sau đó chạy tới bệnh viện chuẩn bị viết thông cáo đem bản thân sao đứng lên. Đại khái là phía sau nhân cũng tưởng thử một chút lận cảnh khiêm đến cùng sao lại thế này, đối với nàng ngu xuẩn hành vi cũng không có ngăn cản, còn chủ động phân phối cho nàng nhất nhuận bút kim dùng để thu mua nhân. Tô Vân cho rằng phía sau nhân đồng ý bản thân hành vi, nhất thời càng thêm yên tâm, tiến vào bệnh viện liền thẳng đến Quách Đông Huy ở địa phương, sốt ruột nói, sư huynh đâu ta ở nhà vừa mới mới biết được tin tức ngượng ngùng đã tới chậm sư huynh không có việc gì đi quách đông huy hắn mờ mịt một cái chớp mắt hỏi ngược lại ai cho ngươi đi đến không ai cho ngươi đi đến nói chuyện gì trễ không muộn ngượng ngùng khiêm ca trạng thái giống nhau không thông báo ngươi chạy nhanh đi thôi càng nói ngữ khí càng ghét bỏ quách đông huy tốt xấu là trà trộn quá vòng giải trí nhân thấy nàng như vậy làm sao có thể không biết nàng đang nghĩ cái gì, trong lòng nhất thời một trận chán ghét, không nghĩ tới đối phương vậy mà không biết xấu hổ như vậy, lần trước bệnh viện mua được cảo phải, hiện tại sinh tử không rõ còn. Tô Vân cùng Quách Đông Huy quan hệ cũng không tốt, thấy hắn vung sắc mặt trong lòng mặt mặt ký tiếp theo bút, mới ủy khuất cúi đầu nha nha nói. Thực xin lỗi, ta chỉ là nhất thời xúc động, ta, ta biết ta sẽ chọc phiền toái hội tạo thành không tốt ảnh hưởng, nhưng là ta thật sự rất lo lắng sư huynh thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi quách đông huy bị ghê tởm không được vốn mấy ngày nay sự tình nhiều tỳ tì khí liền táo bạo tô vân này nhất chiêu bạch liên hoa trực tiếp làm cho hắn tạc ngươi một cái cô nương gia có thể hay không bị không biết xấu hổ như vậy thượng thiếp a chúng ta khiêm ca với ngươi thí quan hệ đều không có hắn hiện tại sinh tử không rõ ngươi có thể hay không đừng tới ghê tởm người các ngươi tổng cộng gặp qua ba mặt đến cùng là từ đâu đến mặt lần lượt thượng đuổi. Tô Vân ngẩn ngơ, sắc mặt xoát một chút trắng. Ta, thực xin lỗi. Ta chỉ này đây vì. Thực xin lỗi. Nàng nói xong đột nhiên nghẹn ngào, như là nhận đến ủy khuất tiểu cô nương không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ủy khuất điệu nước mắt, chân tay luống cuốn đứng ở tại chỗ. Quách Đông Huy. Được rồi, chúng ta Kim Ca còn chưa có chết đâu, ngươi đừng đứng ở này khóc, khóc ta phiền. Không là ta nói, chúng ta đều là trong vòng nhân có chút thủ đoạn ta đều biết, ngươi cố ý chạy tới chính là vì chụp ảnh marketing đi. Cùng lần trước bệnh viện giống nhau. Chúng ta khiêm ca chỉ thấy ngươi ba mặt ngươi cứ như vậy, ta thật không dám tưởng tượng ngươi tiến vào vòng giải trí sau khác nam diễn viên sẽ thế nào. Cô Vân như là bạo phát giống nhau hô câu. Ta không có, ta thật sự chính là lo lắng sư huynh, ta nghĩ trông thấy sư huynh mà thôi, Ta luôn luôn thật cảm tạ hắn cho ta cơ hội diễn trò, ta chỉ là lấy hắn làm ca ca, ta thật lo lắng hắn, ta có thể đi xem hắn sao? Ta nhìn xem hắn bước đi. Không cần ngươi xem, hiện tại ở ICU Lý ta cũng chưa gặp đâu. Quách Đông Huy xé rách da mặt. Còn có ngươi diễn trò nhưng đừng cảm tạ chúng ta Kim ca, ngươi là mang tư tiếng tổ chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, đừng xả mặt đại kỳ dám bò lên chúng ta Kim ca, đi nhanh đi ngươi ở icu lý xem ra thật sự rất nghiêm trọng tô vân truy tầm đã có có thể dùng tin tức nhất thời khóc nói ta liền là lo lắng sư huynh mà thôi ngươi coi ta là thành người nào ta đi ta đi còn không được sao nói xong xoay người trực tiếp rời đi xem bóng lưng tựa hồ còn tại khóc thúc thiếp đợi đến vừa ra bệnh viện tô vân mang theo khẩu trang lên xe sắc mặt nhất thời biến thành phẫn nộ một bên mắng quách đông huy một bên trước đem lận cảnh Kim nằm ở ICU lý thương thế nghiêm trọng tin tức nói cho phía sau nhân, lại liên hệ nhân chạy nhanh chế tạo gấp gáp thông cảo, thừa dịp nhiệt độ còn tại dùng sức marketing châm ngòi thổi gió. Đồng trong lúc nhất thời, quách đông huy một mặt đổ vị biểu cảm tiến vào phía sau phòng bệnh, đối bên trong nhân đạo. Vừa mới chụp ảnh ghi âm tề sống không? Làm như thế nào sẽ không cần ta giao đãi thôi? Bên trong trên giường bệnh cũng không có bệnh nhân, Ngược lại là hai trung niên nhân, bọn họ thượng đạo so cái ok thủ thế, liền một người xử lý ảnh chụp ghi âm, một người viết thông cáo. Quách Đông Huy dặn dò, nhanh chút, tận lực dám ở bọn họ phía trước, không cần kém rất nhiều, vài phút là được. Hai người đáp, đâu có. Hiện tại chính là đồng hành nhân hợp lại tốc độ tay thời điểm, xem ai trước phát ra thông cáo chiếm trước thời cơ. Sắp nhập phiếu tên sách tác giả có chuyện muốn nói. A a a a nhanh đuổi chậm đuổi, đổi mới. Chương 30 30 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở trải qua lận cảnh khiêm tai nạn xe cộ nhập viện hóc sớt đồ bản sau, không đến nửa ngày một cái khác đề tài đã bị trên đỉnh Tô Vân đi bệnh viện lời này đề nếu thường lui tới khả năng nhìn không ra đến cái gì, cũng không có làm cho người ta tưởng điểm dục vọng, nhưng là ở lận cảnh khiêm vừa mới tai nạn xe cộ nhập viện lúc đó, đối phương thân là đã từng chuyện xấu nữ chính đi bệnh viện, vấn đề có thể to lắm đi. Tô Vân luôn luôn tại soát hộp sức chờ đợi bản thân hàng không, thấy đến một màn như vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nàng biết tự bản thân một hàng vì khẳng định hội nhận đến lận cảnh khiêm phan xa lánh nhục mạ, cho nên không có điểm khai xem, chính là thập phần vừa lòng xem đề tài dần dần lên cao tới đỉnh núi. Tô Vân đi bệnh viện loại này có nhiệt độ trọng tâm đề tài lâu vốn liền tương đối trạc phan khí quản, cho dù là người qua đường đều có chút nhìn không được, mang theo nhất khang lửa giận vọt vào đến tưởng tê cái hôn thiên địa ám, thậm chí đã làm hảo cùng thủy quân đại chiến 300 hiệp chuẩn bị, kết quả chờ bọn hắn điểm mở lời đề lâu sau lại phát hiện đề tài tự hồ có chút không quá thích hợp. Marketing hào nói ra ra một loạt ảnh chụp cùng ghi âm, nhưng võng dân nhóm đại mở mắt gặp, đối với cô vân người này càng là có một tầng hiểu biết. Một L, thưởng lầu một, ta đổ muốn nhìn người nào đến ăn thịt người huyết bánh bao, các ngươi này đó marketing hào cùng Tô Vân Thật sự là ghê tởm chết 2L, đợi chút Ta mẹ nó không nhìn lầm đi Ha 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 Này không là cấp Tô Vân cọ nhiệt độ Là cho bản thân nàng lớn nhất nhiệt độ a ha 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 3L, Bạch Liên Hoa làm vẽ ta đây Làm người ta nôn mửa Người đại diện đổi hảo Kim ca còn sinh tử không rõ cố ý Đến cọ nhiệt độ thật sự là ghê tởm chết người 4L, người đại diện tặc xuất khí A a a a đổi ta thần thanh khí sản A. năm l mẹ ta nha, Kim cao oan tình soát thanh, phía trước làm cho nàng một tân nhân diễn nữ chính giác không biết có bao nhiêu người nói quy tắc ngầm khẳng định là bạn gái, này ni mã rõ ràng là nhân gia mang tư tiến tổ, tư bản chỗ dựa A. 6L, nói thật nàng ngón này đoạn ở vòng giải trí chính là giảo thị côn, ta thật lo lắng về sau cùng nàng hợp tác nam minh tinh, bảo trọng. Lúc này công phu đề tài lâu nhiệt độ chỉ tăng không giảm nhưng một cái khác đề tài lâu cũng khiến cho đại gia chú ý tiêu đề so này còn muốn càng rõ ràng tô vân hư hư thực thực vụn trộn nhập viện xem lận cảnh khiêm lời này đề lâu quả thực như là nghiệm chứng người đại diện nói tô vân chính là nghĩ đến ăn thịt người huyết bánh bao này vài cái marketing hào rõ ràng thật am hiểu loại này thông cảo nói ái muội không rõ bày ra một chút trước kia chuyện xấu cùng lần trước bệnh viện sự tình lại xứng thượng lần này tiếng bệnh viện cùng quách đông huy nói chuyện với nhau ảnh chụp muốn là không có phía trước trọng tâm đề tài lâu cùng tranh cãi ghi âm, lừa gạt tính 10 phần, thật đúng có thể dễ dàng long trụ nhân. Marketing hào gửi đi vài lần, còn có thủy quân phát bình luận đem đề tài lâu nhiệt độ thảo đứng lên, sau đó liền chờ đợi tìm phan đến tê bức tiếp tục thảo nhiệt độ, đến lúc đó đem hót sớt nhiệt độ đỉnh đứng lên. Thủy quân đã chuẩn bị tốt cùng phan đại chiến 300 hiệp, loại chuyện này đối với chức nghiệp thủy quân mà nói phi thường quen thuộc bọn họ hiểu được như thế nào dẫn đường dư luận thế nào kéo thù hận sau đó thế nào tẩy bạch, thủ đoạn ung ung, chỉ phải trả tiền cái gì đều có thể can. Nhưng là lần này sự tình đã có chút vượt qua bọn họ lý giải, bởi vì nhiệt độ đích xác đi lên, thậm chí rất nhanh tiêu lên tới thứ hai danh, thế nhưng là chút không ai đến tê bức, đại đa số đều đang nói. Đánh tạp ta liền đến xem. Nhưng một chút, đi ngang qua đi ngang qua, điều này làm cho thủy quân có chút mộng bức chỉ có thể bản thân ở bình luận bên trong vũ đứng lên, đoàn đội hiệp tác cho nhau công kích sau đó lại đến nhất ba nhân tẩy bạch, sau đó phan nhóm nhiệt độ quả nhiên dân lên đi lên. Qua thật là lợi hại. Ta trước kia đều không nghĩ tới như vậy phản bác, ta muốn ghi nhớ tiểu sách vở vui vẻ, học được thật nhiều tân kỹ năng Nga. Thủy quân. Đây đều là cái quỷ gì tình huống. Đề tài hot xuất bản một cái là Tô Vân đi bệnh viện một cái là Tô Vân hư hư thực thực vụng trộn nhập viện xem lận cảnh khiêm, hai liên đội đứng lên xem quả thực là châm chọc tính 10 phần, xem các vị bạn trên mạng hô to marketing đáng xấu hổ. Mà Tô Vân còn không biết tình huống gì, cho rằng lần này tiền đúng chỗ cho nên mới như vậy cấp lực, chính cao hứng bản thân lập tức muốn hỏa đi lên, chỉ thấy một cái khác đề tài lâu làm cháy tên giống nhau vọt đi lên Tô Vân bị phong sát Tô Vân mộng bức một cái chớp mắt, nghĩ rằng ta cũng chưa tiếp đến thông tri các ngươi làm sao mà biết được có phải không phải lần này chọc giận bọn họ cho nên ở đỉnh đề tài muốn cho công ty nhìn đến sau đó phong sát nàng. Nghĩ Tô Vân mở ra đề tài lâu, chỉ thấy cái thứ nhất nhiệt độ cao nhất quay bộ thượng đúng là lận cảnh khiêm ảnh thị công ty quan bác. Ngay hôm đó khởi chính thức tuyên bố Tô Vân rời khỏi vòng giải trí, nhân vi ước nghiêm trọng, bên ta giữ lại truy cứu quyền lợi. Chỉ đơn giản như vậy một câu nói, quả thực khiến cho toàn võng triều dân, đối với này một cái quyết định phi thường vui vẻ kích động một l nằm tàu ta trước kia làm sao lại không phát hiện lận cảnh khiêm người đại diện như vậy xuất khai công ty cũng như vậy xuất rất mẹ nó hết giận hai l cười đã chết cười đã chết ngươi cho là ngươi ký ức ở cái gì công ty a à, trong tay người ta còn tưởng cọ lão bản nhiệt độ âm câu lực thuyền thôi ha 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 ba l bị phong sát đại khoái nhân tâm ta đều lo lắng tử ta lão công thực sợ nàng đã nơi nơi kéo nhân buộc chặt marketing ghê tởm chết 4 l đây là không phải không báo giờ hậu chưa tới người marketing lập nghiệp cuối cùng chết vào marketing thật sự là chết trong tay chính mình xứng đáng a à. tô vân càng xem càng kinh hãi thế mới biết sự tình có khả năng so với chính mình nghĩ tới còn muốn phức tạp trong lòng một bên rủa thầm này marketing hào đến cùng là chuyện gì xảy ra một bên bay nhanh xem khác hai cái đề tài lâu chuẩn bị đợi lát nữa đi công ty cứu lại một chút chờ nàng xem đến hot xuất thứ nhất thời điểm mới phát hiện bản thân sai có bao nhiêu thái quá này căn bản không phải nàng mua marketing vội vàng gian điện thoại thanh đột nhiên vang lên như là bồ đòi mạng giống nhau không ngừng vang lên tô vân nhìn nhìn là người đại diện không dám tiếp trực tiếp cắt đứt bắt đầu cấp hoàng kỳ thiên gọi điện thoại cấp phía sau nhân gọi điện thoại muốn tìm kiếm trợ giúp cuối cùng đối phương chỉ trở về một câu nói làm xong cuối cùng một việc Ta đưa ngươi xuất ngoại bảo ngươi cuộc sống vô ưu. Tô Vân cắn răng. Hảo. Của nàng ủy bô hào bị người đại diện gạch bỏ, tạm thời không có gì lên tiếng địa phương, liền dùng bản thân tiểu hào chuẩn bị hoàn thành cuối cùng một cái yêu cầu. Nàng nếu phát quay bô lời nói khả năng không người để ý hội nàng, khi chẳng trực tiếp thu video clip, có lẽ bị phát hiện sau nhiệt độ lên còn nhanh. Nghĩ, Tô Vân thay đổi thân xinh đẹp quần áo, còn họa thật là tinh xảo trang, đối với hiện tại nàng mà nói đã không có gì so hiện tại tệ hơn tình huống chỉ cần phía sau nhân có thể cam đoan nàng vô ưu nàng nên cái gì còn không sợ thu thập xong bản thân nàng mở ra video clip thu trực tiếp mở miệng nói đại gia hảo ta là tô vân tin tưởng đại gia hẳn là đều nhận thức ta ta không có gì hảo biện giải cũng không có gì đâu có nhưng là các ngươi cho rằng lận cảnh kim liền là cái gì người tốt sao tô vân nói xong đột nhiên cười rộ lên mang theo giải thoát cùng hận ý nói. Hắn thân là lận gia người thừa kế kỳ thực đã sớm kết hôn, cùng bản thị trọng gia cường cường liên thủ, cho nên hắn ẩn hôn hơn 5 năm, các ngươi đều bị lừa ha 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 các ngươi một đám ngốc tử. Thu Hoàng, tâm tình của nàng quỷ dị biến hảo, sau đó chậm rãi đăng nhập tiểu hào gửi đi đi ra ngoài, cấp marketing hào gọi điện thoại. Cho ta thảo nhiệt độ, đem sự tình càng nháo càng lớn tốt nhất, ta không tốt ai cũng đừng nghĩ hảo không ra 10 phút sau, một cái lận cảnh kim ẩn hôn 5 năm, thê tử hư hư thực thực trọng gia thiên kim tiểu thư hót sớt, nhất thời hàng không bản đan. Sắp nhập phiếu tên sách tác giả có chuyện muốn nói. Bởi vì hôm nay chủ nhật biên biên còn chưa có đi làm, cho nên V không V ta cũng không quá xác định, trước cùng đại gia thông tri một chút, ngày mai có khả năng nhập V, ân, có khả năng, V lời nói vạn càng đưa lên.